trương 2793, điều kiện như vậy. Lục Thiếu Du đứng ngoài đình viện không người hành lễ, không dám tự tiện vào trong, đệ tử bái kiến sư bá, giọng Thánh Linh lão tổ vọng ra từ Thánh Linh lão tổ, sao sáng sớm đã đến chỗ lão thân ta đây? Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng nhìn trong đình viện, đệ tử định hôm nay quay về phi linh môn nên đặc biệt đến cáo tử với sư bá. Trong đình viện tạm ngừng một lúc rồi có thanh âm lại vọng ra, đi đi, dọc đường cẩn thận. Lục Thiếu Du sửng sốt, không ngờ sư bá thật sự không giữ hắn lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi thay đổi nói, lúc đệ tử đến đây sư phụ từng dặn dò đệ tử nói vài câu với sư bá, sư phụ bảo đệ tử nhất định phải chuyển lời cho sư bá. A, à, thanh âm trong đình viện có vẻ kinh ngạc hỏi, vậy ngươi nói đi. Lục Thiếu Du ngước mắt lên, hít sâu, nói, sư phụ dặn đệ tử chuyển lời lại với sư bá rằng ngày xưa làm sai một việc, đã sai càng sai thêm, mấy năm nay sư phụ luôn hối hận vô cùng, nếu được thì mong sư bá cho sư phụ thêm một cơ hội, sư phụ nhất định sẽ không chọn quyết định ngày xưa. Lục Thiếu Du nói xong tinh thần quan sát đình viện, khóe môi cong lên thầm nghĩ, miễn sư bá có tình ý với sư phụ thì chắc chắn sẽ dao động. Nhưng thật lâu sau đình viện không vang lên thanh âm, khiến Lục Thiếu Du biến sắc mặt, lòng thấp thỏm. Thật lâu sau trong đình viện lại truyền ra giọng Thánh Linh lão tổ, lời này thật sự là sư phụ của ngươi nói. Đúng vậy, từng chữ đều là sư phụ nói. Lục Thiếu Du khẳng định, nhưng đệ tử không biết sư phụ nói vậy là có ý gì, nghe nửa ngày mà không hiểu. Nếu ngươi không nghe hiểu câu này thì còn ai nghe hiểu? Giọng Thánh Linh lão tổ vọng ra, ngươi đến chào từ biệt ta là giả, nhớ nghịch mệnh hồn quả mới là thật, ngươi dám lừa gạt cả sư bá của ngươi. Có tin là ta lấy tội sư môn, dưới phạm trên, bất kính với trưởng bối để trị tội ngươi không? Sư bá? Lục Thiếu Du ngây người, hắn không ngờ sư bá biết hết. Lục Thiếu Du sợ hết hồn vội nói, sư bá, đệ tử không phải cố ý, xin sư bá tha lỗi. Sóng không gian chợt lóe, Thánh Linh lão tổ xuất hiện kiếm Lục Thiếu Du. Được rồi, ta biết ngươi muốn có nghịch mệnh hồn quả đúng không? Không ngờ sư phụ của ngươi thu được một đệ tử như ngươi. Thôi, lần này không trách ngươi. Lục thiếu du hành lễ ngay, đa tạ sư bá rộng lượng. Thánh linh lão tổ nhìn lục thiếu du, khẽ thở dài, tiểu tử nhà ngươi biết cách ăn nói, chắc rất được nữ hài tử thích. Không giống sư phụ của ngươi, không biết nói một câu. Sư phụ đặt sư bá trong lòng nên không cần nói nhiều. Mắt lục thiếu du hấp hay nói, chuyện của sư phụ và sư bá, ta làm vãn bối vốn không nên lắm miệng, nhưng rất muốn nói một câu. Chắc sư bá cũng biết tấm lòng của sư phụ, trong lòng sư phụ chỉ có sư bá. Được rồi, tiểu tử này đừng được một tắc lại muốn tiến một thước. Thánh linh lão tổ lườm lục thiếu du, ngươi muốn có nghịch mệnh hồn quả cũng không phải không thể. Lục thiếu du mừng hết lớn, đa tạ sư bá. Khoan cảm ơn, ta chưa nói ra điều kiện. Thánh linh lão tổ mắt lóe tia sáng nói, ta không làm khó dễ ngươi, nghịch mệnh hồn quả đã không ở trên người ta, Lục Thiếu Du mới mừng xong giờ thì hoang mang giật mình, "A, à, Thánh Linh lão tổ nhìn Lục Thiếu Du, ta đã giao nghịch mệnh hồn quả cho Vị Ương. Tuy ta sáng tạo ra Thánh Linh cốc nhưng mấy năm qua không quản lý, Vị Ương tuy trên danh nghĩa Thánh Linh cốc nhưng không biết cách bao nhiêu đời, có một số việc không cần tính theo bối phận. Hôm qua ta nói với Vị Ương, nếu ngươi đồng ý thành hôn với Vị Ương thì nghịch mệnh hồn quả là của ngươi, còn nếu ngươi không chịu thì ta cũng hết cách." Lục Thiếu Du kinh ngạc tiếp tục bảo sư bá việc này không được đệ tử là người có hôn ước hơn nữa dạ cốc chủ sẽ không đồng ý thánh linh lão tổ mỉm cười nói ngươi không chỉ có một hôn ước thêm một cái cũng không sao vị ương thì ta đã hỏi rồi nàng không có ý kiến lục thiếu du kinh ngạc nói sư bá điều này không thể nào nói thế nào thì lục thiếu du biết rõ dạ vị ương không thích nam nhân nói theo kiểu kiếp trước dạ vị ương là lạp lạp thích nữ nhân sao nàng có thể chọn nam nhân được vị ương đã đồng ý cứ thế quyết định đi nếu ngươi thành thân với vị ương thì cứ mang nghịch mệnh hồn quả đi ta đã quyết định rồi sẽ không sửa đổi chuyện này nếu ngươi muốn rời đi giống như sư phụ của ngươi thì cứ đi thánh linh lão tổ nói xong lắc người biến mất lục thiếu du mếu sư bá lục thiếu du không ngờ sư bá bày trò này ra hắn biết làm sao bây giờ lục thiếu du đứng ngoài định viện không nghe thánh linh lão tổ nói gì thêm hắn bất đắc dĩ chờ một lúc rồi thui thủi đi lục thiếu du quay về đình viện đặt chân trong thánh linh cốc nhìn bộ dạng của lục thiếu du dương quá hỏi nhị đệ sao vậy đám người hắc vũ kim huyền lục tâm đồng cực lạc tam quỷ tuyết sư huyết mị đều có mặt trong đình viện khó hiểu nhìn lục thiếu du lục thiếu du khẽ thở dài ai lục thiếu du kể lại yêu cầu của thánh linh lão tổ cho mọi người nghe cực lạc tam quỷ luôn miệng chúc mừng chúc mừng nhị thiếu gia chúc mừng nhị thiếu gia lục thiếu du chừng cực lạc tam quỷ các ngươi chúc mừng cái gì âm quỷ cười nói nhị thiếu gia tuy âm dương vương dạ vị ương mặc đồ nam nhưng nhìn ra được chắc chắn xinh đẹp động lòng người, cộng thêm có báu vật nghịch mệnh hồn quả, nếu phát tin ra ngoài không biết bao nhiêu người giành giật bể đầu sông lên, chỉ mình nhị thiếu gia mới có phúc khí này. Lục thiếu du trừng âm quỷ, bực bội nói, nhảm nhí, cút sang bên đi. Dương quá mỉm cười nói, nhị đệ, ta cảm thấy âm quỷ nói có đạo lý, nhị đệ không bị tổn thất gì. Thấy có người hát đệm, âm quỷ đắc ý nói, đại thiếu gia hiểu đạo lý nhất. Qua thời gian này ở chung, Tam quỷ không sợ lục thiếu du như trước, nhưng lòng kính trọng thì càng đậm thêm. Trước kia tam quỷ bị uy hiếp mới vào lục gia, hiện tại hoàn toàn là tự nguyên. Giờ có người bắt buộc đuổi bọn họ ra lục gia thì tam quỷ sẽ xử kẻ đó. Lục tâm đồng đếm ngón tay, vui sướng khi người gặp họa. Ca ca, ta cũng thấy không có gì, âm dương vương dạ vị ương không tệ. Nhưng ca ca coi trừng hồng lăng tỷ, tiểu linh tỷ, cảnh vân tỷ, vô song tỷ. Lục thiếu du trừng lục tâm đồng, tiểu nha đầu, phải tìm một gia đình gả muội đi mới được. Lục Tâm Đồng chu môi nói, ta không thèm gả. Hắc Vũ mắt lóe tia sáng hỏi Lục Thiếu Du, thiếu chủ định làm sao? Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du nhức đầu, không biết nên làm thế nào cho phải, ta đi gặp dạ cốc chủ trước, nhìn xem rồi quyết định sau. Lục Thiếu Du thở dài, dù thế nào thì hắn phải trả giá tất cả quyết có được nghịch mệnh hồn quả. Lát sau trước một kiến trúc đình viện trang nhã, Lục Thiếu Du đi theo đệ tử Thánh Linh Cốc dẫn đường tới đây. Chương 2794, được đến hồn quả 1 đệ tử thánh linh cốc lên tiếng, lục minh chủ, cốc chủ ở bên trong, mời lục minh chủ vào. Lục thiếu du nhẹ gật đầu nói, đa tạ. Lục thiếu du phất trường bào cất bước đi vào đình viện. Trong đình viện rất tinh xảo, cắp nơi vô cùng thanh tú. Lục thiếu du đang quan sát thì nghe giọng dạ vị ương vang lên, lục minh chủ, mời vào. Lục thiếu du chậm rãi tiến vào gian phòng tinh xảo nguồn phát ra thanh âm. Trong một cái lư hương có làn khói nhạt bốc lên, mùi hương không phải phiên ốc nhưng khiến người thoải mái thư giãn một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, bóng lưng yểu điệu khiến người ma mang. Lục Thiếu Du sững sốt, trực giác có gì khác lạ. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Lục Minh chủ đến rồi sao?" Bóng lưng xoay người, khuôn mặt tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh ngạc trố mắt. Đây là khu ôn mặt đẹp tuyệt trần, ngọc nha nhã trí điêu khắc ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt ướt nước trong veo nhưng hơi mông lung, có thể nhìn thấu tất cả. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng, như cánh ve nhỏ tự anh đào vẽ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Lục Thiếu Du ngây người, đẹp quá, Lục Thiếu Du đã thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng phải công nhận điều không bằng người trước mắt, nữ nhân đẹp tuyệt trần. Không khó nhìn ra đây là âm dương vương dạ vị ương mặc đồ nữ, từ lâu Lục Thiếu Du đã nghĩ nàng, mà mặc đồ nữ sẽ rất động lòng người nhưng không ngờ đẹp tới nhường này. Lục Thiếu Du nhìn ngây ngốc, khuôn mặt tinh xảo toát ra nét quyến rũ, đôi mắt hút hồn người. Nàng mặc váy dài màu trắng nhạt tôn lên da trắng như tuyết, may mắn lục thiếu du đã thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp nên nhanh chóng tỉnh táo lại không ngờ dạ cốc chủ mặc đồ nữ vào sẽ lộng lẫy như thế dạ vị ương nhởn miệng cười nhìn lục thiếu du chẳng lẽ trong mắt lục minh chủ thì ta mặc đồ nữ không thể gặp người sao chẳng hiểu sao gò má dạ vị ương hay hồng lục thiếu du vội nói dĩ nhiên là không chẳng phải khiến tại hạ bị kinh diễm một phen mời ngồi có vẻ dạ vị ương sớm biết lục thiếu du sẽ đến trong phòng chuẩn bị sẵn nhiều thứ có cả bình trà thơm hai người ngồi ngay ngắn lục thiếu du biết dạ vị ương rõ ràng điều kiện của thánh linh lão tổ không khí giữa hai người có chút lúng túng dạ vị ương nhìn lục thiếu du phá vỡ không khí ngượng ngùng trước hết lục minh chủ đến là vì điều kiện của lão tổ đúng không lục thiếu du nhẹ gật đầu đúng vậy lục thiếu du nhìn dạ vị ương trước mắt không biết ý định của dạ cốc chủ thế nào dạ vị ương ngần ngừ mắt đẹp hấp háy hỏi lục thiếu du việc này là lão tổ dặn bảo vị ương không dám cãi lại nhưng không biết ý của lục minh chủ ra sao mắt lục thiếu du hấp háy lục ta chỉ sợ uất ức cho dạ cốc chủ mắt dạ vị ương sáng ngời nhìn lục thiếu du nhoẻn miệng cười nụ cười động lòng người nên là lục minh chủ khinh thường tiểu nữ tử đi đương nhiên không dạ cốc chủ xinh đẹp tuyệt trần đủ khiến nam nhân trong thiên hạ rung động là lục ta trèo cao lục thiếu du ngần ngừ nhìn dạ vị ương hơn nữa ta nghe nói dạ cốc chủ không thích dạ vị ương mỉm cười hỏi lại nghe nói ta thích nữ nhân phải không lục thiếu du gật đầu đúng vậy nhiều người trên đại lục đều biết chuyện này dạ vị ương lại cười hỏi xin hỏi có ai chính mắt thấy chưa lục thiếu du sửng sốt thế thì không hắn cũng chỉ nghe nói qua lục thiếu du nhìn dạ vị ương lắc đầu dạ vị ương mỉm cười nói tin đồn đôi khi không đáng tin khuôn mặt của ta gây nhiều chú ý lại là cốc chủ thánh linh cốc có nhiều điều bất tiện nên ta dùng cách này thế là yên tịnh nhiều lục thiếu du kinh ngạc nói thì ra là vậy không hiểu sao trong lòng lục thiếu du thầm mừng dạ vị ương nhìn lục thiếu du trầm trầm hỏi lục minh chủ nhất định muốn có được nghịch mệnh hồn quả sao lục thiếu du đáp gia sư chờ nghịch mệnh hồn quả cứu giúp nên dù thế nào thì ta phải có được nghịch mệnh hồn quả dạ vị ương hỏi vậy là bây giờ lục minh chủ đã có quyết định muốn cưới ta lục thiếu du nhìn dạ vị ương có lẽ điều này không công bằng với dạ cốc chủ nhưng ta phải có được nghịch mệnh hồn quả nên ta không còn cách nào khác dạ vị ương nhìn lục thiếu du mắt sáng hấp háy gật gù nhấp ngụm chè xanh Dạ Vị Ương lại ngước nhìn Lục Thiếu Du, Lục Minh Chủ muốn cưới nhưng chưa chắc ta chịu gả. Lão tổ đã nói có gả hay không tùy ý ta, tuy hiện tại Lục Minh Chủ là đối tượng toàn bộ nữ nhân trên đại lục muốn đến gần, nhưng với ta thì không nhất định muốn gả cho Lục Minh Chủ. Huống chi Lục Minh Chủ đã có nhiều vị hôn thê, mỗi người khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách, ta gả cho Lục Minh Chủ thì có ích lợi gì? Lục Thiếu Du cứng họng, cái này, đây là vấn đề Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ đến hắn có thể cưới nhưng không có nghĩa là người ta nhất định sẽ gả. Lục thiếu du ngây người, mắt hấp háy, dạ cốc chủ, nghịch mệnh hồn quả cực kỳ quan trọng với ta. Dạ cốc chủ hãy nêu điều kiện đi, lục ta dù phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Dạ vị ương mỉm cười hỏi, nếu ta muốn lục minh chủ bỏ hết hôn ước chỉ cưới một mình ta thì sao? Vậy thì lục minh chủ mới có được nghịch mệnh hồn quả, cứu sư phụ của mình. Hai bên chỉ có thể chọn một, lục minh chủ sẽ chọn cái nào? Lục thiếu du cười khổ, cái này lục thiếu du trầm ngâm một lúc nói nếu dạ cốc chủ nói ta phải lựa chọn thì ta sẽ không chọn cái nào dạ vị ương hỏi vậy ra lục minh chủ không định cứu sư phụ của mình lục thiếu du đáp tất nhiên phải cứu sư phụ không có sư phụ thì không có lục thiếu du ta dù trên phụ trời dưới phụ đất thì ta sẽ không phụ sư diệt tổ lục thiếu du tạm ngừng một lúc mắt nhìn dạ vị ương trầm giọng nói nhưng ta sẽ không bỏ nữ nhân nào của mình ta đã hứa với các nàng bọn họ chịu giao mình cho lục thiếu du ta khi ta chẳng có cái gì mà các nàng không hề rời xa. Đến hôm nay ta nợ các nàng quá nhiều, sao có thể bỏ họ được. Trừ phi ta chết nếu không sẽ không người nào rời khỏi ta, không một người. Ta đã hứa hẹn thì trừ phi các nàng không muốn, nếu không ta tuyệt đối không lấy lại. Nhìn biểu tình kiên nghị của lục thiếu du, dạ vị ương ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ nói, làm nữ nhân, ta thật rất hâm mộ bọn họ, có lẽ ta nên gặp người sớm hơn. Lục thiếu du nói, dạ cốc chủ, trừ hai điều kiện này hãy nêu điều khác đi. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du, giao một hộp ngọc cho hắn, "Lục Minh chủ, cầm đi." Lục Thiếu Du nhận lấy hộp ngọc mở ra, năng lượng linh hồn bàng bạc đến cực độ bừng lên, khiến linh hồn run rẩy, bên trong chính là nghịch mệnh hồn quả. "Đây là nghịch mệnh hồn quả?" Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, "Dạ cốc chủ, sao?" Chương 2795, được đến hồn quả 2. Lục Thiếu Du không ngờ Dạ Vị Ương sẽ giao nghịch mệnh hồn quả cho hắn. "Cầm đi." Dạ Vị Ương nói. Ngươi muốn cưới nhưng chưa chắc ta muốn gả. Thứ này là vật cứu sư phụ của ngươi, dù thế nào thì ngươi sẽ muốn lấy nó. Ta không muốn ép ngươi thành thân với ta, ngươi như vậy ở bên cạnh ta có ích gì? Dạ Vị Ương ta không cần làm như vậy." Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương, mắt lóe tia cảm kích và xin lỗi, "Nhưng Dạ cốc chủ, bên sư bá." Dạ Vị Ương nói, "Bên lão tổ thì ta sẽ tự đi nói, cùng lắm bị lão tổ trách phạt một phen, còn hơn là ép ngươi thành thân với ta." Dưa hái xanh không ngọt, ta hiểu điều này. Lục Thiếu Du nói, hay là để ta cùng Dạ Cốc chủ đi xin tội với sư bá? Không cần." Mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, Dạ Vị Ương hỏi, "Lục Minh Chủ, có một vấn đề Lục Minh Chủ trả lời được không?" Lục Thiếu Du gật đầu nghiêm mặt nói, "Xin Dạ Cốc chủ cứ hỏi." Dạ Vị Ương cắn nhẹ bờ môi hỏi, "Nếu không có mấy vị hôn thê kia thì ngươi có cam lòng thành thân với ta?" Lục Thiếu Du nhìn Dạ Vị Ương, trả lời, "Ta cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khuôn mặt của ta không đẹp bằng mấy vị hôn thê của ngươi?" Môi son cong lên, mắt hấp háy, dè mi dài đường cong động lòng người khiến đôi mắt sáng càng lung linh. Đương nhiên không phải. Lục thiếu du mỉm cười nói, cái này không liên quan gì mặt đẹp. Ta có mấy vị hôn thê, vì chúng ta yêu nhau nên mới cùng nhau, ta thích hết mọi thứ của họ, thích vài điểm đặc biệt trên người họ. Ví dụ tiểu linh ngây thơ xinh đẹp, hồng lăng đáng yêu đơn giản, cảnh văn nhạy bén trí tuệ, vô song lương thiện thanh nhã. Dạ vị ương hỏi, trên người bọn họ không có khuyết điểm sao? Con người không hoàn mỹ, ai không có khuyết điểm, lục thiếu du mỉm cười nói nhưng khuyết điểm của các nàng ở trong mắt ta thành đặc điểm nếu dạ cốc chủ xem khuyết điểm của mọi người thành đặc điểm thì miễn đối tượng không phải kẻ siêu độc ác dạ cốc chủ sẽ phát hiện tất cả trở nên khác biệt dạ vị ương nhìn lục thiếu du trầm ngâm nói nghe lời lục minh chủ nói xong giúp vị ương được lợi nhiều lục thiếu du gật đầu nói dạ cốc chủ khách sáo dạ vị ương hỏi lục minh chủ có biết tại sao ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho lục minh chủ không Lục Thiếu Du cảm kích nói, "Đa tạ Dạ Cốc chủ thành toàn, về sau chuyện của Thánh Linh cốc là việc của Phi Linh môn ta, chuyện của Dạ Cốc chủ là việc của Lục ta." Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng khó phát hiện, "Ta không nói những điều này." Dạ Vị Ương ngước mắt đẹp lên, "Lục Minh chủ mau đi đi, ta sợ lão tổ sẽ đổi ý hoặc phát hiện ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho Lục Minh chủ, nên Lục Minh chủ đi sớm là hơn, nếu có cơ hội ta sẽ đi Phi Linh môn." Lục Thiếu Du gật đầu nói, "Đa tạ, Lục ta xin cáo từ." nghịch mệnh hồn quả đã vào tay lục thiếu du hơi sợ sư bá sẽ đổi ý thì tiêu lục thiếu du rời khỏi đình viện nhưng bị dạ vị ương kêu lại lục minh chủ dừng bước lục thiếu du ngoái đầu hỏi dạ cốc chủ có gì dặn bảo dạ vị ương hỏi không biết hiện tại lục minh chủ có phát hiện đặc điểm gì trên người của ta không lục thiếu du mỉm cười nói có đương nhiên là có a à, dạ vị ương mắt lóe tia sáng hỏi không biết lục minh chủ phát hiện đặc điểm gì lục thiếu du cười cười không thể nói không thể nói Lục Thiếu Du lắc người ra khỏi đình viện. Dạ vị ương nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, mắt sáng lóe tia buồn bã, lờ người không nhìn thấu, khiến nữ nhân không thể dễ dàng đến gần rồi lại muốn gần gũi. Dạ, vị ương lẩm bẩm, ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho ngươi vì không muốn ép ngươi, chẳng bằng khiến ngươi mãi mãi nhớ kỹ ta. Ngay lúc này, trong đình viện, Thánh Linh lão tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ vị ương. Vị ương, ngươi thật to gan, dám làm trái mệnh lệnh của ta. Dạ vị ương sửng sốt, hoảng hốt sau đó lấy lại tinh thần, lão tổ dạ vị ương bình tĩnh lại hành lễ đệ tử kính chào lão tổ xin lão tổ thứ tội thánh linh lão tổ buông tiếng thở dài được rồi đứng lên đi thánh linh lão tổ nhìn hướng lục thiếu du đã mất hút tiểu tử này giống y sư phụ của hắn sư phụ thế nào thì đệ tử thế ấy nhưng hắn không háo sắc khuôn mặt như ngươi mà vẫn bị từ chối được xem như không khiến ta thất vọng thấy lão tổ không nổi giận dạ vị ương thở phào nhẹ nhõm lão tổ thánh linh lão tổ kéo dạ vị ương dậy đứng lên đi thánh linh lão tổ nhìn dạ vị ương trước mặt đôi mắt sâu thẳm mênh mông lóe tia sáng vô hình chung làm nàng không dám nhìn thẳng như thể dạ vị ương trần trụi trước đôi mắt kia bị người nhìn thấu thánh linh lão tổ nhìn dạ vị ương nói thật ra lần này ta cũng thử thách ngươi lão tổ nhìn ra được trong lòng của ngươi e rằng sớm có tiểu tử kia dạ vị ương xấu hổ đỏ mặt càng thêm xinh đẹp lão tổ vẻ đẹp này hiện không có nam nhân nào được ngắm thánh linh lão tổ khẽ thở dài ngươi đừng chối lão tổ có ánh mắt, nếu không đã chẳng giao nghịch mệnh hồn quả cho ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lén giao nghịch mệnh hồn quả cho tiểu tử kia. Dạ vị ương nói, đệ tử xin nguyện nhận bất cứ trách phạt nào. Thánh linh lão tổ nói, phạt ngươi làm gì? Ngươi làm tốt hơn lão tổ nghĩ, đây là cách làm thông minh, tốt hơn ép buộc hắn. Lão tổ cũng biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt, tiểu tử này nợ ngươi một phần nhân tình. Về sau nếu dám không trả thì lão thân sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Trong sơn mạch bao la, núi non chập trùng, xê úc thương thương, sơn tư biến hóa đa đoan, có sông uốn lượn khúc khuỷu. Rao, thiên sĩ tuyết sư đập cánh bay cao, đám người lục thiếu du ngồi trên lưng nó nhanh chóng rời khỏi thánh linh cốc, không dám chào từ biệt thánh linh lão tổ. Lục thiếu du không muốn có được nghịch mệnh hồn quả lại mất đi. Nếu người khác muốn cướp nghịch mệnh hồn quả của hắn thì lục thiếu du không cho rằng có bao nhiêu người thành công, dù thực lực mạnh hơn hắn thì cũng khó thể mạnh mẽ cướp đồ trong tay hắn. Nhưng đối diện cường giả như Thánh Linh lão tổ thì Lục Thiếu Du không nghĩ vậy, chạy về phi linh môn trước là hơn. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Lục Thiếu Du, trong đầu suy tư nhiều chuyện, khó thể bình tĩnh nỗi lòng. Hiện tại đã có được nghịch mệnh hồn quả, tuy Lục Thiếu Du vội vàng trở về nhưng trong ba điều kiện ưu tiên để phục hồi, mà sư phụ nói thì đã có nghịch mệnh hồn quả, thân thể rồi chỉ kém Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Điều này hơi rắc rối chút, không biết vô song đã trở về giải linh tôn giả chưa? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhưng ít ra lấy được nghịch mệnh hồn quả khó có nhất. Dù nói sao thì lần này đã được đến nghịch mệnh hồn quả khó kiếm nhất, sư phụ có hy vọng phục hồi. Chương 2796, chuẩn bị xuất phát. Thiên sĩ Tuyết sư khổng lồ xuyên qua tầng mây, thân hình tuyết sư to lớn đập đôi cánh, không gian bốn phía vặn vẹo các tia sóng gợn. Khí lưu rít gào xẹt qua kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, lúc này tốc độ của Thiên sĩ Tuyết sư sắp đến mức độ khiến người kinh khủng. Xé gió bay đi, Tuy tốc độ của thiên sĩ tuyết sư khá nhanh nhưng cần chút thời gian. Lục thiếu du ngồi khoanh chân trên lưng thiên sĩ tuyết sư, khí lưu dít gào hai bên cùng với cùng phong quét qua. Áo xanh bay phất phới, vầng sáng vô hình dựng quanh thân lục thiếu du, hắn âm thầm lĩnh ngộ. Lát sau lục thiếu du nhắm chặt mắt lại, toàn bộ tinh thần chìm vào lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập năng lượng thiên địa nhàn nhạt, nhạt. Nhìn lục thiếu du, dây lát đã tiến vào trạng thái lĩnh ngộ làm kim huyền trợn mắt há hốc mồm. Không ai biết lục thiếu du được đến các loại ích lợi, Đặc biệt từ khi có được ba quyển Vô Tự Thiên Thư, kỳ dị thì tốc độ lĩnh ngộ càng siêu nhanh. Người khác lĩnh ngộ muôn vàn khó khăn còn Lục Thiếu Du thì đường bằng pha ửng, hầu như chưa từng gặp trở ngại nào lớn. Thời gian chậm rãi trôi, trong không gian có luồng năng lượng thiên địa quay quanh bên Lục Thiếu Du. Hắn lĩnh ngộ là thì không lao ngục, tương đương với cùng lúc lĩnh ngộ mọi thứ khác. Trong lĩnh ngộ này Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu, trên đường đi cổ vực sẽ phải quá không gian trung động ma vân thành trước dọc đường đi lục thiếu du đắm chìm trong lĩnh ngộ, không hay biết gì. Thời gian tổi rất nhanh trong lĩnh ngộ minh mông. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mọi người nhắm mắt tĩnh thần, tiềm tâm tĩnh tu. Phi Linh Môn không thay đổi gì trong mấy ngày nay. Lục Thiếu Du trở về Phi Linh Môn liền cùng Hắc Vũ, Kim Huyền chạy vào đình viện sau núi. Trong đình viên sau núi có đám cường giả đang ngồi. Thánh thủ Linh Tôn, định hỏi chuyến đi Thánh Linh Cốc thế nào thì Lục Thiếu Du đã đặt nghịch mệnh hồn quả vào tay lão hộp ngọc mở ra khi nghịch mệnh hồn quả hiện ra thì năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập đủ khiến tất cả cường giả có mặt tim đập nhanh thân hình ảo của thánh thủ linh tôn run nhẹ đây là cái mắt thánh thủ linh tôn rung động nhìn lục thiếu du nghịch mệnh hồn quả đây chính là nghịch mệnh hồn quả sư phụ đã tìm được nghịch mệnh hồn quả sư phụ có thể phục hồi lục thiếu du nhìn ánh mắt kích động của sư phụ khóe môi hắn cong lê rốt cuộc có thể làm chút gì cho sư phụ nghịch mệnh hồn quả đây chính là nghịch mệnh hồn quả thánh thủ linh tôn kích động vô cùng rốt cuộc tìm được báu vật này nam thúc hết sức giật mình đây là nghịch mệnh hồn quả sao báu vật này vô cùng hiếm thấy chỉ tồn tại trong tin đồn thánh thủ linh tôn kích động qua đi hỏi lục thiếu du thiếu du người lấy nghịch mệnh hồn quả ở đâu ra lục thiếu du hắc vũ nhìn nhau lần lượt kể tình huống đại khái khi nói đến lục thiếu du bắt giữ vi sinh gia tộc ngũ tổ thì thánh thủ linh tôn nam thúc rất rung động cuối cùng Ám U lão quỷ đi ra, làm Nam Thúc, Thánh thủ Linh Tôn hết hồn. Thánh thủ Linh Tôn mắt lóe tia sáng nói, không ngờ Ám U lão quỷ còn sống, lúc trước cùng thế hệ với ta. Nam Thúc nói, ta có nghe nói về người này, là một lão quỷ nổi tiếng ác, dường như đã lâu chưa lộ mặt. Hắc Vũ nói, người đi ra đã là đẳng cấp chuẩn đế. Thánh thủ Linh Tôn hỏi, đẳng cấp chuẩn đế? Kim Huyền đối phó hắn sao? Thánh thủ Linh Tôn biết thực lực của Kim Huyền, chỉ mình Kim Huyền mới đối phó được. Kim Huyền nói, ta chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, muốn. Giết chết dù có dốc hết sức cũng khó làm được. Về sau xuất hiện một siêu cường giả mới tiêu diệt được ám u lão quỷ. Thực lực của Kim Huyền chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, làm bị thương thì dễ chứ chặn giết rất khó khăn. Nam Thúc Nghi hoặc hỏi, còn ai có thể giết một chuẩn đế? Con người thánh thủ linh tôn có rút nghĩ nghĩ đến điều gì? Nhìn Hắc Vũ hỏi, Hắc Vũ, chẳng lẽ? Hắc Vũ nói, chủ nhân, là đại tiểu thư đi ra đại tiểu thư đã đột phá đế giai, một chiêu giết ám u lão quỷ dưới trưởng. Thánh thủ linh tôn khẽ thở dài, không ngờ nàng thật sự đột phá đế giai. Không ngờ thánh linh cốc còn còn có cường giả như vậy. Nam thúc kinh thán nhìn hướng thánh thủ linh tôn, đoan mộc huynh, hèn gì huynh nói thánh linh cốc sẽ không có gì đáng lo, hóa ra biết trước trong thánh linh cốc có cường giả như vậy. Ám u lão quỷ đó xui thật, chắc mới đột phá chuẩn đế chưa lâu thế mà chết vào tay đế giả thật sự, bi kịch. Ám u lão quỷ, mà biết trong thánh linh cốc có đế giả thì tuyệt đối không dám đến gần thánh linh cốc. Thánh thủ linh tôn nói, ta chỉ suy đoán, không ngờ nàng đã đột phá đế giả. Lục thiếu du kể tiếp sự việc đại khái, mọi người nghe hiểu sơ. Báo vật xuất hiện là nghịch mệnh hồn quả vật nghịch thiên, nam thúc rất vui sướng. Thánh thủ linh tôn nhìn lục thiếu du, cười khổ nói, thiếu du, ta và sư bá của ngươi có vài việc chưa giải quyết xong, không ngờ kéo cả ngươi vào. Sư phụ, đệ tử cho rằng sư bá cố ý nói như vậy, Lục Thiếu Du nhìn sư phụ thánh thủ linh tôn, sư phụ, đệ tử thấy phi linh môn cũng không có gì, đệ tử định ngay hôm nay lên đường đi bắc cung gia tộc một chuyến, lấy một mộc hoàng chi khí là sư phụ sẽ phục hồi được. Thánh thủ linh tôn ngần ngừ, cũng tốt, có quan hệ của nha đầu vô song và ngươi không chừng ngươi đi bắc cung, gia tộc sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Dọc đường đi nhớ cẩn thận chút. Đã có nghịch mệnh hồn quả thì tất nhiên thánh thủ linh tôn hy vọng mình sớm phục hồi. Lục thiếu du nói, ừm, đệ tử sẽ chú ý sư bá còn tặng quà cho đệ tử dù gặp phải chuẩn đế cũng đủ dùng trong tay lục thiếu du có ngọc giản sư bá tặng cường giả chuẩn đế bình thường cũng sẽ chết hoặc ít ra tổn hại nặng tương đương hắn có thêm át chủ bài lợi hại vậy thì tốt thế thì dọc đường đi sẽ không có chuyện gì lớn mắt nam thúc hấp hay nói nhưng theo ta biết thì khoảng cách bắc cung gia tộc khá xa tuy bắc cung gia tộc cũng có đường hầm không gian của mình nhưng không sử dụng với bên ngoài nghĩa phụ bắc cung gia tộc này nằm ở đâu có thiên sĩ tuyết sư ở sẽ không mất nhiều thời gian. Nam Thúc nói, trong vạn mộc lâm, chỗ cục thể thì ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một nơi chắc chắn biết chỗ bắc cung gia tộc. Lục Thiếu Du lên tiếng, nghĩa phụ đang nói tối thiên địa các phải không? Nam Thúc nói, đúng rồi, ngươi hãy đi hỏi xem, tuy thiên địa các sẽ không nói cho người bình thường biết địa điểm lục đại nhân hoàng tộc, nhưng nếu ngươi đi thì không tới mức hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao cũng tiện đường, ngươi hãy đi hỏi thử, Lục Thiếu Du gật đầu nói, "Tốt, vậy ta sẽ ghé Thiên Địa các hỏi trước." "Đi hỏi trước cũng tốt, tránh cho tìm lung tung khắp nơi." Thánh thủ Linh Tôn nói, "Thiếu Du, quên nói với ngươi một chuyện, chương 2797 đều có mưa đồ một." Lục Thiếu Du ngước đầu hỏi Thánh thủ Linh Tôn, "Xin sư phụ cứ nói." Thánh thủ Linh Tôn bảo, "Ta cần một Hoàng chi khí không phải loại bình thường là được, nghe đồn trong Bắc cung gia tộc có một viên Thiên Mộc thần thụ, cần một Mộc Hoàng chi khí Thiên Mộc thần thụ mới được." lục thiếu du đáp đệ tử ghi nhớ mặc kệ sư phụ cần thứ gì thì lục thiếu du chắc chắn sẽ tìm cách lấy vào tay huống chi hiện tại chỉ thiếu mộc hoàng chi khí là sư phụ có cơ hội phục hồi bàn bạc một phen qua đi lục thiếu du rời khỏi đình viện chợt nhớ phải chào từ biệt phụ thân mẫu thân đi bắc cung gia tộc sẽ tốn nhiều thời gian trong phi linh môn hiện có nam thúc tọa trấn tạm thời lục thiếu du không quá lo lục thiếu du hơi lo thiên địa minh cũng vì lo lắng thiên địa minh nên hắn muốn sớm khiến sư phụ thánh thủ linh tôn phục hồi. Chỉ khi sư phụ thánh thủ linh tôn phục hồi tu vi thời kỳ đỉnh cao, sẽ tăng thêm một siêu cường giả cho phi linh môn. Nếu sư phụ có thể thừa cơ đột phá bình cảnh ngày xưa thì càng tuyệt, trong lòng lục thiếu du, luôn mong mỏi sư phụ thánh thủ linh tôn sẽ phục hồi thậm chí đột phá. Sau khi lục thiếu du rời đi, hắn đến thăm mẫu thân. Lục thiếu du mới tới ngoài đình viện chưa vào trong thì một bóng dáng thước tha đáp xuống, mắt hắn tập trung nhìn vào người đến thanh âm nũng nịu vang lên, trở lại cũng không đi gặp ta. Thân hình thước tha đứng cạnh Lục Thiếu Du, là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc đen như thác đơn giản cột sau đầu, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, quần áo bao cặp mông Vêu săn chắc, đôi chân dài đầy đặn, hai bên hông treo đoạn kiếm dài nửa thước đồ án tinh mỹ. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, tia sáng chợt lóe trong mắt, mỉm cười nói, "Tiểu Linh sao đến đây? Người đến là Lữ Tiểu Linh." Nàng nhìn Lục Thiếu Du, mắt lộ tia vui mừng sau đó chu môi. Lữ Tiểu Linh cáo kỉnh Trừng Lục Thiếu Du, ngươi trở lại mà không gặp ta nên ta đành tự tìm tới. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, xin lỗi, thật tình là vì ta rất bận rộn, đang định làm xong vài chuyện thật nhanh để đi thăm nàng, ai ngờ nàng tới trước. Lục Thiếu Du tiến lên nắm bàn tay ngọc, đẹp hơn trước kia nhiều. Mắt sáng trợn to nhưng trong đôi mắt khó có tia giận dữ, bớt nói nhảm đi, ta còn chưa nguôi giận. Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh, hỏi, vậy phải làm sao Tiểu Linh mới nguôi giận? Tiểu Linh nói đi, ta tuyệt đối sẽ làm được. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm như sợ hắn đổi ý, nếu ta nói thì ngươi thật sự đồng ý sao, ngón trỏ Lục Thiếu Du gãy mũi, cô nương này có âm mưu từ sớm rồi sao? Đương nhiên rồi, lão bà nói thì dĩ nhiên ta phải đồng ý, ta thật sự có việc. Lần này đến phụ thân ta có dặn trong môn có cường giả đột phá đến phút then chốt, ngươi lấy được nhiều báu vật trong tử vong thâm uyên vừa lúc cần dùng, nên kêu ta tới chỗ ngươi lấy, nói là... Nói đến đây gò má Lữ Tiểu Linh hay hồng? Trong mắt Lục Thiếu Du xoe tròn nói cái gì trong lòng lục thiếu du biết nhạc phụ muốn lấy cái gì từ hắn lữ tiểu linh ngước mắt đẹp lên nói phụ thân bảo xem như xính lễ sau này chúng ta thành thân không thì ngươi đừng hòng cười lữ tiểu linh nói xong tiếp tục bảo nhưng đây là phụ thân của ta nói ta không biết phụ thân muốn ngươi đưa cái gì đây không phải ý của ta lục thiếu du gật đầu cười nói ta biết nhạc phụ muốn gì không sao chờ lúc về nàng hãy mang cho nhạc phụ lữ chính cường nhạc phụ còn muốn gì khác đương nhiên là đế linh tấn thần đan lục thiếu du biết hết tuy đế linh tấn thần đan là báu vật trăm phần trăm nhưng trong lòng lục thiếu du đã sớm chừa một viên cho linh thiên môn vân dương tông phi linh môn của lục thiếu du có thể đi tới hôm nay là nhờ vân dương tông linh thiên môn giúp đỡ cộng thêm mối quan hệ với hai phái hắn không định ăn mảnh chẳng qua lần trước các sơn môn đều có mặt nên lục thiếu du không tiện đưa ra lữ tiểu linh kinh ngạc kêu lên thật sự ngươi đồng ý sao phụ thân nói với ta là rất khó có được. Lữ Tiểu Linh không ngờ Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đồng ý như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Vậy tự ngươi đưa cho phụ thân đi, lần này phụ thân cũng đến. Lữ Tiểu Linh nói, phụ thân ta đang uống rượu với phụ thân ngươi, hình như bàn việc hôn sư của chúng ta. Cái gì? Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, rõ ràng Lữ Chính Cường nhạc phụ đến có chuẩn bị trước. Lục Thiếu Du chửi thầm cáo già. Trong đỉnh viện, lữ chính cường đang vui sướng uống rượu với lục trung mang linh lão tổ bên cạnh có cực lạc tam quỷ ngồi cùng đang uống rất hăng say lục huynh ba đệ muội lục gia bây giờ đã danh cấn đại lục ly này ta kính huynh ba người cực lạc tam quỷ không ngờ có người cùng trưởng môn linh thiên môn uống rượu lục trung nói thân gia quá khen ba huynh muội còn trẻ tuổi cần tiền bối linh thiên môn sau đó quan tâm nhiều hơn mặt lục trung đỏ hồng dường như uống rượu khá nhiều Lữ chính cường bất đắc dĩ nói, ba huynh đệ này cần ngươi chăm sóc mới lạ. Hiện tại nhắc tới ba huynh muội lục gia thì trên đại lục còn mấy người dám trêu vào. Lục thiếu du đến tiểu thính đình viện hành lễ, kính chào nhạc phụ, mang linh lão tổ. Lục thiếu du chửi thầm lần này nhạc phụ lữ chính cường, xuống tay nhanh hơn nhạc phụ vân tiếu thiên, chắc luôn nhắm nghe đế linh tấn thần đan trong tay hắn. Lữ chính cường mỉm cười nói, thiếu du, mau lại đây uống vài ly với ta và phụ thân ngươi. Lục thiếu du đang định ngồi xuống, nhạc phụ và mang linh lão tổ đều đến, lẽ tất nhiên lục thiếu du phải uống cùng mới được. Ngoài đình viện giọng hoàng bác nhiên vội vàng truyền đến, bẩm báo trưởng môn, lục thiếu du xoay người hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nếu việc bình thường thì không cần hoàng bác nhiên đích thân đến bẩm báo. Thánh thủ linh tôn nói, trưởng môn, là vân dương tông tông chủ, yêu thú nhạc phụ vân tông chủ, trưởng môn sư phụ vũ ngọc tiền trưởng lão cùng đến. Bạch cung phụ, hoa đường chủ đều đích thân nghênh tiếp nghe bà chữ vân tiếu thiên thì mắt lữ chính cường lóe tia sáng lão hồ ly cũng đến không biết hai người này có mâu thuẫn gì trên đại lục không nghe tin đồn vì lý do gì mà hai người xích mích mỗi lần gặp mặt riêng bắt đầu luôn là đánh nhau lục thiếu du nói với lữ chính cường nhạc phụ ta đi nghênh tiếp trước sẽ quay lại ngay trong lòng lục thiếu du suy tư có nên để hai nhạc phụ gặp mặt không lỡ đụng mặt rồi đánh nhau thì khó xem trong mắt lữ chính cường xoay tròn cùng nhau đi, ta muốn xem lão hồ ly này có chuyện gì. Trong lòng Lữ Chính Cường có tật giật mình thì đương nhiên nghĩ người khác cũng như vậy. Bên ngoài phi linh môn cực kỳ náo nhiệt, Vân Dương Tông Tông Chủ và trưởng môn sư phụ đến, đệ tử phi linh môn không dám chậm trễ. Quỷ tiên tử bạch doanh đích thân nghinh tiếp, huynh muội hoa mãn lâu, hoa mãn ngọc cũng có mặt. Trường 2798, đều có mưa đồ hai. Trong đám đông, Vũ Ngọc Tiền mang theo vài đệ tử thân truyền đang dạy bảo, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mấy đệ tử không dám cãi lại, cúi đầu liếc trộm xung quanh. Các đệ tử biết phi linh môn là của lục thiếu du sư huynh. Bây giờ nhắc đến vị sư huynh này là toàn đại lục đều biết. Trên đỉnh địa Long Vân Dương Tông gần đây tạc tượng lục thiếu du sư huynh. Đó là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhát Vân Dương Tông từ xưa đến nay, khiến tất cả đệ tử Vân Dương Tông trông thấy phong tượng. Nhớ đến Vân Dương Tông từng ra một đệ tử cường đại như vậy, đủ cảnh cáo những thiên tài Vân Dương Tông đừng tự mãn so với linh vũ chiến tôn lục thiếu du thì thiên phú của bọn họ không đáng là gì. Lục thiếu du tiến lên nghênh tiếp, từ xa thấy nguyên tiểu thính gồm có sư phụ vũ ngọc tiền, sư nương tạ trưởng lão, một số cường giả vân dương tông. Chiến đao khuất đao tuyệt, phi ưng lăng phong, bá đao long tam đều có mặt. Kính chào nhạc phụ, đệ tử xin chào sư phụ, sư nương. Xem trận thế này khiến lục thiếu du cười khổ, thầm mắng nhạc phụ vân tiếu thiên quả nhiên không tốt lành gì, trăm phần trăm đến cũng vì đế linh tấn thần đan sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng bị Vân Tiếu Thiên kéo đến, chỉ vì để Lục Thiếu Du không thể từ chối. Cộng thêm ba người chiến đao khoát đao tuyệt, phi ưng lăng phong, bá đao long tam nhắc nhở Lục Thiếu Du đừng quên Vân Dương Tông. Thấy Lục Thiếu Du, Vũ Ngọc Tiền rất vui vẻ, lười dân dạy mây đệ tử sau lưng, đừng đa lệ, mau để sư phụ nhìn xem. Nhiều năm sư phụ không gặp ngươi, tiểu tử này không thèm đi thăm sư phụ. Lục Thiếu Du nói, sư phụ tha lỗi, nếu đệ tử có rảnh chắc chắn sẽ trở lại thăm sư phụ tuy vị sư phụ này thực lực không giỏi nhưng trong lòng lục thiếu du xem vũ ngọc tiền như tất cả sư phụ khác tràn ngập kính trọng lúc trên vân dương tông thì vị sư phụ này bao che nhất quan tâm lục thiếu du nhất làm sao hắn quên được mấy đệ tử sau lưng vũ ngọc tiền lần đầu tiên trông thấy lục thiếu du đây là lục thiếu du sư huynh sao nhìn người áo xanh trước mắt hơi khác với trên đỉnh địa long pho tượng trên đỉnh địa long là pho tượng điêu khắc mặc áo giáp vàng tay cầm đao to màu máu rất uy nghiêm bá đạo nhưng từ đường nét khuôn mặt Lục Thiếu Du thì giống bức tượng. Các đệ tử vô ý hành lễ, kính chào Lục sư huynh, Vũ Ngọc Tiền nói, "Thiếu Du, đây là mấy đệ tử sư phụ mới nhận gần đây, thiên phú tạm được. Nếu ngươi có rảnh nhớ chỉ điểm bọn họ một chút." Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Đứng lên đi, đừng đa lễ. Sư phụ thu mấy đệ tử này tạm được, nhưng Lục Thiếu Du hơi lo có khi nào bị làm hỏng trong tay sư phụ không. Tuy nhiên có sư nương ở thì đỡ hơn, có lẽ vì sư nương nên Vân Dương tông mới để sư phụ nhận mấy đệ tử trẻ thiên phú khá này. Lục Trung đến trước mặt Vũ Ngọc Tiền, cung kính hành lễ, kính chào sư phụ. Điều này không sửa đổi được, phụ tử chung một sư phụ là việc lón trên Vân Dương Tông bây giờ. Vân Tiếu Thiên, ngươi đến làm gì? Lữ Chính Cường, ngươi có thể đến thì tại sao ta không đến được? Ta không quan tâm ngươi đến hay không, nhưng ngươi cố tình đến ngay lúc ta ở là có ý gì? Sao ta biết ngươi đến được? Nếu biết có ngươi thì ta lười đến. Vân Tiếu Thiên, ngươi có ý gì? muốn đánh nhau phải không đánh thì đánh sợ ngươi chắc lúc này trong đám người vân tiếu thiên và lữ chính cường vừa thấy mặt liền cãi nhau xem bộ dáng muốn đánh lộn lục thiếu du bất đắc dĩ nói hai vị nhạc phụ lục thiếu du tiến lên ngăn chính giữa không thể để hai vị nhạc phụ đánh một trận trong phi linh môn được lục thiếu du khó khăn lắm mới ngăn hai người lại được lữ tiểu linh kéo lữ chính cường lục trung kéo vân tiếu thiên gia đình viện sau núi hai người thấy la lan thì trở nên khách sáo hai người không đánh nhau được đành bỏ thừa dịp lục thiếu du cũng có mặt liền bàn việc chính sơn môn đều nhận được một số tin tức liên quan thiên địa minh chứ biết thiên địa minh tụ hội một lần ở thiên kiếm môn ra không có tin tức gì khác tất cả rất là bình tĩnh loại bình tĩnh này làm lòng vân tiếu thiên lữ chính cường hơi bất an nhưng không thể nhìn ra thiên địa minh muốn làm cái quỷ gì âm thầm sắp xếp điều gì nên bây giờ trong đế đạo minh đành hết sức cẩn thận đề phòng việc chính qua đi lữ chính cường và vân tiếu thiên lại cãi nhau hai người đánh không được thì so kè uống rượu không ai chịu thua cộng thêm băng mộc tôn giả sát phá quân vốn rất quen thuộc nhau sát phá quân là cao thủ trong rượu uống mãi không dứt càng uống càng nhiều cuối cùng đông vô mệnh lộc sơn lão nhân thanh hỏa lão quy thiên thủ quỷ tôn cũng bị kéo tới trong đình viện càng náo nhiệt may mắn phi linh môn tồn kho rượu ngon khá nhiều nên đủ cho mọi người uống lục thiếu du chỉ biết ngồi một bên lục thiếu du cùng lữ tiểu linh trốn trong góc tránh khỏi góc vui lại không tiện rời đi không biết uống bao nhiêu rượu lữ chính cường cạn một ly xong nhìn ly rượu trong tay nói với vân tiếu thiên vân tiếu thiên ta thật muốn dạy cho ngươi một bài học nếu không tại ngươi thì vân thường sẽ không chết lúc trước ta không nên rút lui vân tiếu thiên chừng lữ chính cường lữ chính cường vớ vẩn lúc trước vân thường vốn chọn ta rồi không liên quan gì ngươi lữ chính cường khẽ thở dài nhưng vân thường vẫn xa ta lữ chính cường đứng dậy đập mạnh bàn giận chừng Vân Tiếu Thiên, ngươi đúng là đồ khốn, lúc đó ngươi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vân Thường cả đời. Trong cơn giận chứa nhiều bất đắc dĩ, hốc mắt Vân Tiếu Thiên đỏ ngầu ướt nước, đôi mắt chất chứa nhiều bất đắc dĩ nói, đúng là ta không chăm sóc tốt cho Vân Thường, ta đã định cùng Vân Thường để nàng không cô đơn trên đường Hoàng Tuyền. Nhưng Hồng Lăng mới sinh ra, Vân Thường dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Hồng Lăng, ta phải sống. Lữ Chính Cường nói, lúc biết tin Vân Thường lìa đời ta hận không thể lên Vân Dương Tông giết ngươi. Vân Tiếu Thiên liếc lữ chính cường, tự ta cũng muốn chết rồi, không cần ngươi giết, nếu có thể chết thì ta đã sớm chết. Nhưng bây giờ ta có thể chết, Hồng Lăng đã trưởng thành, tìm được chỗ nương tựa, không làm ta lo lắng cái gì. Nếu ngươi muốn ra tay thì làm ngay bây giờ đi, miễn cho ta hối hận thì ngươi không có bản lĩnh giết ta. Rượu vào miệng, hóc mắt Vân Tiếu Thiên ngấn lệ. Lữ chính cường giơ tay lên, ngươi tưởng ta không dám sao, lữ chính cường giơ tay lên, linh lực mỏng manh nổi lên trong lòng bàn tay. Lục Trung biến sắc mặt nói, thân ra, Lục Trung định đứng dậy nhưng bị Lục Thiếu Du kéo lại ngay, ra hiệu phụ thân đừng vội. Lữ tiểu linh tính kéo lại phụ thân nhưng cũng bị Lục Thiếu Du kiềm giữ. Lục Thiếu Du nhìn hai nhạc phụ, hắn lờ mờ hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp mặt sẽ đánh nhau, có lẽ liên quan tới mẫu thân của Hồng Lăng. Mẫu thân của Hồng Lăng tên là Độc Cô Vân Thường. chương 2799, âm dương vân vũ. Vân Tiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu, ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường để ta sớm gặp lại vân thường trốn hoàng tuyền cũng tốt để ta từng nhớ nhung mỗi ngày dù sao hiện tại ta không còn gì vướng bận đang muốn gặp nàng thật sớm lữ chính cường nhìn vân tiếu thiên ngươi bàn tay nhấn nhá dơ cao rồi bất đắc dĩ buông xuống vân tiếu thiên nhìn lữ chính cường sao không giết ta tiễn ta đi gặp vân thường không tốt sao lữ chính cường chừng vân tiếu thiên ta không cho ngươi như ý ta muốn ngươi mỗi ngày nhớ nhung ai cho ngươi lúc trước dành với ta Vân Tiếu Thiên mỉm cười nói, lúc trước ta không hề dành với ngươi, Vân Thường vốn không nhìn chúng ngươi, trong lòng của nàng luôn chỉ có ta. Bóng hình thước tha xinh đẹp hiện ra trong đầu Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường nói, nhảm nhí, rõ ràng là Vân Thường thầm thích ta, nhưng bị ngươi vô sỉ mạnh mẽ cướp Vân Thường của ta. Chỉ có Vân Thường ngây thơ mới tin tưởng cáo dài nhà ngươi. Sát phá quân nhìn hai người, nâng ly nói, được rồi, hai ngươi còn tranh cái gì? Người đã chết, nếu Vân Thường biết hiện tại các ngươi như vậy sẽ không vui. Nào, uống rượu đi. Được, uống rượu, Lữ Chính Cường hét lớn. Vân Tiếu Thiên, nếu hôm nay người uống thắng ta thì ta bỏ qua chuyện Vân Thường. Vân Tiếu Thiên nói, vớ vẩn, Vân Thường liên quan gì ngươi? Nhưng uống rượu chắc chắn ngươi không uống lại ta. Lúc trước nếu ngươi không nhờ say thì ta và Vân Thường đã không đi cùng nhau. Bây giờ Lữ Chính Cường mới biết vụ việc, kinh ngạc chất vấn, trợn to mắt bốc lửa giận, nhìn xem, đồ vô sỉ nhà ngươi. Ta biết ngay ngươi vô sỉ, thừa dịp ta uống say đã cường Vân Thường của ta rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận, Vân Tiếu Thiên nói chất chứa sự đắc ý, ta và Vân Thường là yêu nhau, ngươi tự mình đa tình. Nếu không phải bị ngươi quấy dày thì ta và Vân Thường sớm bên nhau. Lữ chính cường hung trợn trừng Vân Tiếu Thiên, lão hồ ly, vô sỉ, hôm nay phải cho ngươi say gục ngã. Vân Tiếu Thiên nói, uống thì uống, sợ ngươi chắc. Ai thua là con rùa. Thời gian bất giác trời đã vào đêm, màn đêm bao phủ khung trời. Dưới vòm trời treo sương trắng mênh mang, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sâu trong phi linh sơn mạch ngẫu nhiên có mấy tiếng yêu thú hú ngoài đình viện lục thiếu du nhẹ nhàng kéo lữ tiểu linh ra ngoài thiếu du phụ thân ta và phụ thân của hồng lăng tỷ sẽ không sao đi lục thiếu du mỉm cười nói yên tâm không sao lục thiếu du lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giữa hai nhạc phụ phòng chừng không có chuyện gì lớn mắt sáng lấp lánh lữ tiểu linh đoán được điều gì vậy thì tốt ta nghe có vẻ phụ thân ta và mẫu thân của hồng lăng tỷ quen nhau lữ tiểu linh chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này lục thiếu du nói tiểu linh nhớ đừng cho nhạc mẫu biết không thể nói một chữ lục thiếu du không biết quá khứ thế nào không biết nhạc mẫu lư khâu mỹ vi có biết hay không nhưng tốt nhất là đừng đề cập tới lỡ như nhạc mẫu lư khâu mỹ vi không biết gì thì nhạc phụ xui rồi dù nhạc mẫu biết chuyện nhưng tốt nhất là đừng nói ra lữ tiểu linh liếc lục thiếu du không ngờ ngươi biết suy nghĩ cho phụ thân ta như vậy yên tâm ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói lục thiếu du cười tà ha 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 biết thì tốt ta hoàn toàn suy nghĩ cho phụ thân của nàng những chuyện này đương nhiên lục thiếu du phải giúp đỡ cho nhạc phụ dù là người không quen làm nam giới đều phải vươn tay ra giúp nam nhân ai không có chút điểm khó xử như vậy giúp người chưa biết chừng ngày sau có người giúp mình chuyện khác lữ tiểu linh nhìn lục thiếu du mắt sáng lấp lánh vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngươi cười gian như vậy nói thật với ta đi có phải gần đây ở bên ngoài trêu hái hao ngắt cỏ không mắt lục thiếu du lóe tia sáng, cắn chặt răng chối, cái đó. Không có, thật sự. Lục thiếu du thầm than không biết Lam Linh có tính không, trước kia vụ lăng thanh tuyền nữa. Không thể nói mấy chuyện này cho Lữ Tiểu Linh nghe, nếu nói ra thì tàn đời, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lữ Tiểu Linh dẫu môi, vậy mới được. Lữ Tiểu Linh hôn lên mặt Lục Thiếu Du, hai tay choàng cổ hắn, nói đi, có nhớ ta không? Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn mé bên, ai? Ra đi. Một thân hình hơi mập đi ra, kính chào nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Thấy âm quỷ, mặt lữ tiểu linh đỏ hồng vội thả lục thiếu du ra, ngại ngùng núp sau lưng hắn. Lục thiếu du chừng âm quỷ, âm quỷ, ngươi chạy ra làm cái gì? Ba tên này mới rồi còn ở bên trong uống rượu. Âm quỷ cố ý đến tìm, nhìn lữ tiểu linh sau lưng lục thiếu du, mắt xoay tròn bí hiểm nói, nhị thiếu gia qua đây, ta có đồ tốt cho thiếu gia. Lục thiếu du ngần ngừ một chút cuối cùng đến gần âm quỷ, bực tức chừng lão, có chuyện gì? Nói đi, âm quỷ lặng lẽ đưa cho lục thiếu du một bình ngọc nhị thiếu gia cầm thứ này đi là đồ tốt đây là cái gì lục thiếu du mở bình ngọc ra bên trong có nhiều viên thuốc màu lam nhỏ tỏa mùi thơm ngát âm quỷ nói nhị thiếu gia cái này gọi là âm dương vân vũ đan thứ tốt trợ hứng cho nhị thiếu gia và nhị thiếu nãi nãi ta tìm người luyện chế ra tinh phẩm giá trị liên thành không có bất cứ tác dụng phụ lục thiếu du ngẩn ra xuân dược lục thiếu du nhìn âm quỷ chằm chằm tức giận nói ngươi cho rằng nhị thiếu gia ta đây còn trẻ tuổi mà đa không được sao? Âm quỷ vội giải thích rằng, nhị thiếu gia hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải xuân dược. Lục thiếu du hỏi, vậy là cái gì? Chuẩn đế nói, âm dương vân vũ đan là rượu phẩm mây mưa, sau khi dùng sẽ khiến hai người dục tiên dục tử. Đặc biệt cho nữ nhân dùng sẽ kích phát ra mặt quyến rũ rụ rỗ nhất của nữ giới. Người bình thường ngại ngùng làm dùng âm dương vân vũ đan xong không còn é thẹn gì nữa. Tóm lại dùng nó rồi nhị thiếu gia sẽ biết diệu dụng của nó ngay. Lục Thiếu Du xoe tròn mắt, lườm âm quỷ, ồ, oh, tinh thần quan sát bốn phía, Lục Thiếu Du đảo trong mắt hỏi, ngươi khẳng định thứ này không có tác dụng phụ. Âm quỷ bảo đảm, tuyệt đối không có, ta từng thử vô số lần. Nhưng về sau ba huynh đệ chúng ta định cẩn thận chăm chỉ tu luyện, nên không cần dùng nó, tặng cho nhị thiếu gia vừa lúc dùng. Lục thiếu du làm bộ tức giận chừng âm quỷ, hừ. Hay cho âm quỷ nhà ngươi, trên người mang theo tà vật này, ta không tha cho ngươi được. Ta sẽ tịch thu thứ này, hôm khác sẽ tính sổ với ngươi sau, lui xuống đi, âm quỷ là ai? Là cáo già, biết điều lùi xuống ngay. Đa tạ nhị thiếu gia, ta đi đây. Thấy âm quỷ rời đi, Lữ Tiểu Linh đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nghi hoặc hỏi, Thiếu Du, âm quỷ mới cho ngươi cái gì vậy? Lục Thiếu Du xoe tròn mắt cất âm Dương Vân Vũ Đan vào chữ vật giới chỉ, không có gì, chúng ta đi về trước đi. Trường 2800, quá trình chế tạo. Gò má Lữ Tiểu Linh ửng đó, hiểu ý Lục Thiếu Du nói trở lại làm gì, còn nhóm phụ thân ta thì sao lục thiếu du nói yên tâm ta đã sắp xếp đệ tử tổng trừng bọn họ không sao đâu vậy được rồi lữ tiểu linh kéo tay lục thiếu du cười thân thiết nói thiếu du ta nói một chuyện cho ngươi hay lục thiếu du hỏi có chuyện gì lục thiếu du chậm rãi đi hướng đình viện sau núi lữ tiểu linh đỏ mặt ngập ngừng nói hôm qua mẫu thân nói với ta khi nào chúng ta thành thân mẫu thân muốn lục thiếu du hiểu ý mỉm cười hỏi mẫu thân muốn cái gì Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Thiếu Du, người biết rõ còn giả vờ không biết, dĩ nhiên là mẫu thân muốn ôm tôn tử. Lục Thiếu Du nghiêm nghị dừng bước nhìn thẳng Lữ Tiểu Linh, chuyện ôm tôn tử không gấp được, chủ yếu vào xem quá trình chế tạo. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, quá trình chế tạo gì? Lữ Tiểu Linh thấy ánh mắt Lục Thiếu Du xấu xa liền hiểu ra, mặt đỏ ao nũng nịu nói, đồ háo sắc, ngươi nói gì vậy? Lữ Tiểu Linh nói xong đuổi theo Lục Thiếu Du. Ha ha ha, Lục Thiếu Du cười gian, đã biến mất tại chỗ lát sau trong đỉnh viện sau núi lục thiếu du ôm chặt nữ nhân trong ngực nhìn chăm chú mái tóc đen dài mùi thơm nước mũi lục thiếu du thầm áy náy thì thào tiểu linh đợi khi nào ta hết bận chuyện thiên địa minh thì chúng ta thành thân đi nàng chịu không mắt đẹp hấp hối, nữ tiểu linh nhẹ gật đầu tựa vào ngực lục thiếu du muốn thành thân thì ngươi phải hỏi vô song hồng lăng tỷ trước ta thì không thành vấn đề lục thiếu du kiềm lòng không đậu khẽ hôn vành tai trắng mềm hai tay vuốt ve thân hình linh lung nhấp nhô người lữ tiểu linh run rẩy ngước lên chừng lục thiếu du mắt mông lung không cho sờ lung tung lục thiếu du nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo tim đập nhanh lửa từ dưới thân chạy tới tận tim nàng nói không cho đụng liền không đụng thì rất mất mặt khuôn mặt đẹp tuyệt trần dưới cái mũi nhỏ sinh thẳng là môi hô ông đầy đạn hấp dẫn lục thiếu du bờ môi đè lên môi đỏ dụ dỗ háo sắc lữ tiểu linh chưa nói hết câu cũng không nói nên lời nàng chẳng chút dãy ruộng ngược lại hòa cùng thân thể hai người run nhẹ hai cái lưỡi dính vào nhau lữ tiểu linh không nói nên lời mặc cho lục thiếu du xâm lược đôi tay vịn tay đối phương nghênh hợp bờ môi cảm giác điện giật tê dại từ đôi môi lan đi lục thiếu du không kiêng nể gì xâm lược đầu lưỡi như con rắn chui vào đôi môi mềm liếm răng trắng lạnh lẽo cái lưỡi trơn mềm ấm cùng múa hỏa hao kích tình bí ẩn mà mênh mông châm lên chiếu ra khát vọng trong lòng nhau máu trong người lục thiếu du sớm lao nhanh dưới thân nóng cháy năm ngón tay chuyển động dọc theo thân thể mềm mại nhấp nhô lưỡi hai người còn đang quấn quýt nhau. Lữ Tiểu Linh bị dụ dỗ gần như tê dại ngã trong ngực Lục Thiếu Du, mặc cho hắn sờ soạng, không sức cưỡng lại. Lát sau quần áo hai người chút xuống, áo xanh trên người Lữ Tiểu Linh trượt xuống, áo lót màu hồng rơi xuống, vải trắng chảy ra. Hai nam nữ hòa thành một, mây mưa cùng nhau. Trong phòng xuân sắc vô biên, đêm từ từ lướt qua, trăng sáng trên trời rời hướng tây, phương đông dần trắng. Trong phi linh sơn mạch, dãy núi đổ bóng ló ra chân trời màu xanh đồng vạn vật dưới đất tỉnh lại trong sớm mai giải mây tía dâng lên ánh nắng từ dãy núi xuyên qua từng đốm sáng vàng nhiều màu trên ngọn núi chiếu từng lũ sáng màu tím trong suốt màu vàng nhạt sáng sớm trời chưa sáng lục thiếu du đã vào đình viện nơi sư phụ vũ ngọc tiền nghỉ chân giao một chữ vật giới chỉ ra sư phụ trong này có chút đan dược sư phụ hãy uống đi sẽ trợ giúp nhiều cho tu vi của sư phụ vũ ngọc tiền nói thiếu du người cho sư phụ đan dược đã đủ thiên phú của sư phụ có han, không ích gì. Vũ Ngọc Tiền nhìn đệ tử trước mắt, lòng tràn đầy vui mừng và thỏa mãn. Mấy năm nay bị đệ tử này cưỡng ép rót đan dược khiến lão đột phá lên đẳng cấp vũ xuất. Lục Thiếu Du nói, sư phụ, đệ tử không thiếu mấy đan dược này, đây là tấm lòng của đệ tử. Ngoài ra sư đệ, sư muội tới, trong này có chút quà gặp mặt làm phiền sư phụ phát cho bọn họ, để bọn họ chăm chỉ tu luyện tranh thủ một góc đứng cho mạch chúng ta, trong vân dương tông bên trong có vũ linh khí hoàng giai nếu ai thiên phú khá thì cho người đó vũ ngọc tiền mỉm cười cất chữ vật giới chỉ nói vậy được rồi sư phụ không khách sáo với ngươi vũ ngọc tiền nhìn lục thiếu du sư phụ ta không có bản lĩnh gì ngươi có chuyện gì thì sư phụ cũng không giúp được chỉ có thể nói nhiều vài câu với ngươi dù làm gì cũng nên hết sức cẩn thận đừng mạo hiểm một mình biết không dù sau này gặp chuyện gì chỉ cần việc nào sư phụ giúp được một chút thì cái mạng già này chắc chắn sẽ che trước mặt ngươi lục thiếu du gật đầu nói đệ tử biết thưa sư phụ đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho mình lát sau trong một tòa đình viện gần đó khi lục thiếu du vào đình viện thì vân tiếu thiên lữ chính cường đang ngồi hai người còn bốc mùi rượu dường như hôm qua uống khá nhiều lục thiếu du nói thẳng hai vị nhạc phụ thứ này là tiểu tế xin hiếu kính hai vị nhạc phụ đừng khách sáo nhận đi lục thiếu du trực tiếp đặt hai hộp ngọc tới trước mặt lữ chính cường vân tiếu thiên Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên mở hộp ngọc ra, ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, Đế Linh Tấn Thần Đan. Hai người ở trong Tử Vong Thâm Uyên Sinh có thấy Đế Linh Tấn Thần Đan, giờ nhìn nó thì vội cất vào chữ vật giới chỉ của mình như, sợ Lục Thiếu Du sẽ đổi ý. Vân Tiếu Thiên cười xòa nói, "Hi hi, Thiếu Du, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi." Không cần mở miệng đã có Đế Linh Tấn Thần Đan, trong bụng Vân Tiếu Thiên cười như hoa nở. Lữ Chính Cường cười nói, "Thiếu Du, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi." linh thiên môn ta có cường giả đang cần thứ này đột phá, có đế linh tấn thần đan thì cơ hội sẽ lớn lên nhiều. Lục Thiếu Du nói với hai người, hai vị nhạc phụ, tiểu tử phải đi Bắc Cung ra một chuyến ngay, ước chừng cần đoạn thời gian nhưng sẽ không lâu, chỉ không biết có bị thứ gì làm chậm trễ hơn. Vì vậy trong thời gian ngắn này đế đạo Minh cần dựa vào hai vị bỏ sức nhiều, đặc biệt cảnh giác thiên địa Minh sẽ âm thầm làm chuyện gì đó. Lữ chính cường mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, đế đạo Minh không phải ăn chay. Huống chi gần nhất thiên địa minh liên tiếp gặp tổn hại nặng, sợ là không dám hành động lỗ mãng nữa. Nghe nói Lục Thiếu Du định đi Bắc Cung gia tộc, Vân Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi, người đi Bắc Cung gia tộc có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du không tiện nói thật cho hai người biết, không phải không tin tưởng mà chỉ vì không tiện. Lục Thiếu Du nói, đi làm chút chuyện, chắc sẽ không có vấn đề lớn. Vân Tiếu Thiên trầm ngâm nói, Bắc Cung gia tộc có vô song ở, nhưng hiện tại chắc vô song còn trong thần điện, không biết đã trở lại Bắc Cung gia chưa. Dù thế nào thì Lục Gia ngươi có ơn với Bắc Cung gia tộc, quan hệ giữa ngươi và vô song nữa, dù Bắc Cung gia tộc không thừa nhận cũng không được, sẽ không nguy hiểm gì lớn. Chương 2801: Đi Bắc Cung. Vân Tiếu Thiên tạm dừng một lúc, nhìn Lục Thiếu Du, "Nhưng ngươi cần cẩn thận chút, lần trước ngươi đánh bại Bắc Cung Ngọc làm Bắc Cung gia mất hết mặt mũi. Ngươi lại đi Bắc Cung gia, e rằng nguy hiểm lớn, thì không nhưng vì mặt mũi chưa biết chừng có người Bắc Cung, gia tộc muốn làm khó dễ ngươi một phen. Ngươi hãy cẩn thận." lục thiếu du cười khổ nói tiểu tế biết nếu có người bắc cung gia tộc cố ý muốn khó xử thì lục thiếu du đành chịu binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn ba người tán gẫu không lâu sau lục thiếu du xin phép rời đi hắn muốn nhanh chóng xuất phát đi bắc cung gia tộc không muốn chậm trễ quá lâu vân tiếu thiên lữ chính cường đén vì đế linh tấn thần đan khi có được rồi thì không ở lại lâu định đi trong hôm nay một canh giờ sau lục thiếu du từ biệt mọi người biết sư phụ lại định đi lục kinh vân tiểu tà ma khó chịu, nhưng hết cách, một mình giận dỗi trong góc. Lần này lục thiếu du đi bắc cung gia tộc, trên người gồm chín hung quý, ngọc giản cứu mạng sư bá tặng, hắn định đi một mình. Vì đề phòng thiên địa minh nên lục thiếu du, không muốn mang theo các cường giả cực lạc tam quỷ, lục tâm đồng, dương quá. Trùng hợp lục tâm đồng cần bế quan tu luyện trong lúc này. Nhưng lục tâm đồng không yên tâm, yêu cầu cho ba người cực lạc tam quỷ đi theo hầu. Cực lạc tam quỷ, nghe nói được cùng nhị thiếu gia đi lục đại nhân hoàng tộc bắc cung gia tộc thì rất ngạc nhiên vô cùng hưng phấn nam thúc cũng đồng ý việc để cực lạc tam quỷ đi cùng dù sao lần trước giữa đường bọn họ bị đảo khôn dương cướp giết để cực lạc tam quỷ đi theo có người chiếu ứng yên tâm hơn lục thiếu du bất đắc dĩ đành mang theo cực lạc tam quỷ nếu đến bắc cung gia tộc thuận lợi thì sẽ không mất bao lâu thời gian chuyện khác thì lục thiếu du khá yên tâm chắc chắn thiên địa minh sẽ lén dở trò nhưng tính sao thì cũng không hành động quá nhanh được phi linh môn có nam thúc kim huyền đám cường giả ở đế đạo minh có hai vị nhạc phụ quản lý đông hải có lạc kiến hồng nên lục thiếu du không quá lo lắng rao thiên sĩ tuyết sư đập cánh bay lên cắt vỡ không gian thân hình khổng lồ biến mất trong tầng mây nhiều cặp mắt đám dưới đất chỉ có thể nhìn đưa tiễn trên lưng thiên sĩ tuyết sư ba người lệ quỷ chất chứa mong chờ hỏi nhị thiếu gia chúng ta đi bắc cung gia tộc ngay bây giờ sao tuy là cường giả đáng sợ thực lực vũ tôn cửu trọng nhưng bọn họ mang lòng kính sợ cảm giác bí ẩn về lục đại nhân hoàng tộc. Lần này có thể đi bắc cung gia tộc, cực lạc tam quỷ rất hưng phấn. Lục thiếu du bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thiên địa các trước rồi mới đến bắc cung gia tộc. Lục thiếu du biết địa khái vị trí bắc cung, gia tộc nhưng muốn có địa chỉ cụ thể thì phải đi thiên địa các hỏi. Lần trước tin tức lục vô song là thiên địa các và bắc cung gia tộc liên lạc, lục thiếu du cho rằng chắc chắn thiên địa các có địa chỉ, nhưng đồng ý nói với hắn hay không thì hên xui mắt lệ quỷ xoay tròn, ngập ngừng rồi cuối cùng mở miệng hỏi, nhị thiếu gia, ta nghe nói người và bắc cung vô song đại tiểu thư bắc cung gia tộc có hôn ước, có chuyện này không? Lục thiếu du mỉm cười mặc nhận, tin tức của các ngươi rất nhanh nhạy. Thời gian ngắn ở chung với cực lạc tam quỷ, khiến lục thiếu du hiểu biết chút ý ta về tam quỷ. Tam quỷ không phải loại tội ác tày trời xấu xa hết thuốc chữa, ba người vốn là tán tu, mặt ngoài làm việc hơi độc ác tàn nhẫn, thủ đoạn ác ôn chút nhưng so với người trong, Đại môn đại phái, mặt ngoài thế này lén thì còn hơn Tam quỷ. Cực lạc Tam quỷ tốt hơn bọn họ nhiều. Âm quỷ tò mò hỏi, nghe nói Nhị thiếu gia và đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn của Nhị thiếu gia cũng có quan hệ sâu xa, có không? Lục thiếu Du lại gật đầu, "Ừm, lệ quỷ, dương quỷ, âm quỷ liếc nhau, "Chơi, Nhị thiếu gia đúng là không phải người bình thường. Nhị thiếu gia có hôn ước với đại tiểu thư Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Bắc cung gia, Độc Cô gia, ba người toát mồ hôi lạnh ròng ròng." Người bình thường có thể kết thân với sơn môn như linh thiên môn, vân dương tông đã là việc lớn ghê gớm, nhị thiếu gia cùng lúc kết bốn thân, đặc biệt bao gồm độc cô gia, bắc cung gia, hỏi sao tam quỷ không giật mình, ba người cực lạc tam quỷ rung động, lúc trước không nghe ngóng kỹ. Nếu sớm biết nhị thiếu gia và bắc cung gia tộc, độc cô gia tộc có quan hệ thế này thì ba người làm sao dám dục dịch, cũng sẽ không bị lan lăng sơn trang lợi dụng. Danh hiệu của riêng bắc cung gia tộc hay độc cô gia tộc đủ làm ba người đông cứng. Lục Thiếu Du nói với Cực Lạc Tam Quỷ, "Đừng nghe tin đồn bậy bạ, ta sẽ đi vào Thiên Trụ giới tu luyện, ba người hộ pháp thay ta." Ba người nghiêm túc nói, "Tuân lệnh." Về việc chính đáng thì Cực Lạc Tam Quỷ không dám sơ sẩy. Lòng Lục Thiếu Du máy động, Thiên Trụ giới hiện ra, sóng không gian chợt lóe. Lục Thiếu Du vào Thiên Trụ, Thiên Trụ giới biến thành hạt cát nhỏ ẩn trong vảy trắng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Cực Lạc Tam Quỷ biết Thiên Trụ giới là trọng bảo ghê gớm, ba người khoanh chân cho gọn chừng Thiên Trụ giới thiên trụ giới tầng thứ ba, so sánh thời gian gấp 30 lần. Lục thiếu du ước chừng đến một phân đà thiên địa cát tại cự giang thành với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, tuy thời gian chưa đến một ngày nhưng ở trong thiên trụ giới mua hơn 20 ngày. Thời gian hơn 20 ngày này đủ cho lục thiếu du làm được nhiều thứ. Lục thiếu du xuất hiện trong tầng thứ ba thiên trụ giới, dao động sóng không gian tại đây tăng nhiều hơn tầng thứ nhất, thứ hai. Dù là tu vi giả tôn giai nhìn kỹ thật lâu cũng sẽ bị hoa mắt. Lục thiếu du nhìn chăm chú bốn phía phán định, e rằng tu vi giả tôn giai bình thường khó thể vào được tầng thứ ba, trừ phi có sự lĩnh ngộ thời gian nhất định không, thì đến tầng thứ ba này có hại không lợi. Lục thiếu du lẩm bẩm, xem ra không phải ai đều có thể lên tầng cao, cần có lĩnh ngộ. Sóng không gian tầng thứ ba đủ ảnh hưởng cường giả tôn giai, chỉ người lĩnh ngộ thời gian thì những sóng không gian dao động mới từ hại chuyển thành lợi. Đánh giá một lát sau lục thiếu du trầm ngâm, triệu ra tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong không gian, Ánh sáng màu tím chợt lóe, Lục Thiếu Du tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong không gian lôi điện trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, năm người vi sinh ngũ tổ bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ tại đây. Ai nấy mình đầy vết thương, đau đớn không muốn sống rồi lại không thể chạy ra. Tu vi thực lực của năm người vi sinh ngũ tổ rất mạnh, đều là trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Cường giả như thế nhìn khắp đại lục đều là hùng bá một phương, nhưng vận khí xui hơn người một chút, đụng phải Lục Thiếu Du chỉ đành than xui. Năm người hợp sức lại thực lực đủ khiến Lục Thiếu Du e ngại. Nhưng khi tách ra thì từng người là trung kỳ vũ tôn, cửu trọng cường đại lại không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Chương 2802, cắn nuốt năm người. Lục Thiếu Du tuy mới có tu vi vũ tôn, bát trọng nhưng nhờ khí hải đan điền khủng bố của bản thể, thực lực bản thân không kém hơn Tê giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng bình thường. Cộng thêm bất diệt huyền thể, các loại thủ đoạn thì tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng sao làm gì được Lục Thiếu Du? Có thêm vài người cũng không sao trừ phi tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng đông như kiến vây công lục thiếu du mới hữu dụng trong khi vi sinh ngũ tổ đang bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ thì lục thiếu du xuất hiện năm người vi sinh ngũ tổ bị thương nặng đầy mình có thể tưởng tượng kết cuộc của họ thế nào lúc ở bên ngoài thời kỳ đỉnh cao đã không làm gì lục thiếu du nổi trong tử lôi huyền đỉnh càng khó khăn vi sinh ngũ tổ bị lục thiếu du bắt trong tay chuyển năm người vào tầng thứ ba thiên trụ giới thấy lục thiếu du xuất hiện vi sinh thổ mặc áo vàng quát to lục thiếu du người hãy mau thả chúng ta ra mắt năm người lộ vẻ sợ hãi hoảng loạn bọn họ cực kỳ e ngại thanh âm áo xanh trước mắt lúc trước đánh nhau trong địa bàn thánh linh cốc bọn họ không ngờ thực lực của lục thiếu du cường đại đến mức này nếu sớm biết thì năm người làm sao giá mã chứng khoán đã sớm chạy thật xa năm người luôn cho rằng sau lưng lục thiếu du chắc chắn có người chống nên mới nổi lên như diều gặp gió ai ngờ lục thiếu du danh bất hư truyền thậm chí mạnh hơn tin đồn rất nhiều lục thiếu du hờ hững nhìn năm người chằm chằm thả các ngươi các ngươi không thấy đã muộn sao mục đích lục thiếu du giữ lại năm người này rất đơn giản đó là nuốt chân khí của vi sinh ngũ tổ rồi đột phá bây giờ muốn tìm người thích hợp để cắn nuốt không dễ dàng nhưng vi sinh ngũ tổ là nhân tuyển vô cùng thích hợp bị lục thiếu du lạnh lùng nhìn chằm không biết sao năm người vi sinh ngũ tổ thầm run tiểu tử rốt cuộc ngươi muốn làm gì nếu muốn giết chúng ta thì ngươi đã sớm làm sẽ không chờ tới bây giờ chẳng lẽ muốn chúng ta tham gia vào phi linh môn của ngươi thế thì hãy khách sáo với năm chúng ta một chút không thì chúng ta thà chết cũng không vào phi linh môn của ngươi năm người luôn cảm thấy mình có lá bài tẩy lục thiếu du giữ lại bọn họ đến bây giờ chắc chắn sẽ không giết chết với tu vi của năm huynh đệ thì sơn môn nào không mong bọn họ tham gia cực lạc tam quỷ đã vào phi linh môn chắc lục thiếu du muốn năm huynh đệ cũng tham gia chốt lại vi sinh ngũ tổ còn lá bài cuối cùng lục thiếu du lạnh lùng nhìn vi sinh ngũ tổ đăm đăm tham gia vào phi linh môn ngươi cho rằng phi linh môn là ai đều được vào sao lục thiếu du lộ ánh mắt khinh thường nói nếu ban đầu các ngươi cầu xin ta thì ta có lẽ sẽ để lại cái mạng giả cho các ngươi cho một cơ hội nhưng hiện tại đã muộn nhìn lục thiếu du năm người vẻ mặt kinh sợ lòng thầm run lục thiếu du vậy ngươi muốn làm gì năm người rung động vốn cho rằng còn có chút dựa vào ai biết lục thiếu du không như bọn họ nghĩ muốn vi sinh ngũ tổ tham gia vào phi linh môn Lục thiếu du lạnh nhạt nói, muốn làm gì thì các ngươi sẽ biết ngay. Chỉ vài giây vi sinh ngũ tổ ngày càng run sợ hãi hùng. Tay lục thiếu du thủ ấn, một dòng khí lưu xoay tròn hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Vi sinh thổ lão đại vi sinh ngũ tổ hét lên, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ nhằm vào ta đi. Nhưng tiếng hét không thể che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng vi sinh thổ, mắt hấp hái tia sợ hãi. Năm ngón tay lục thiếu du co thành vuốt, khi vi sinh thổ quát xong, đôi mắt gã kinh sợ nhìn tay chụp vào đỉnh đầu. Mình, Lục Thiếu Du thì thào, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Vi sinh thổ kinh kêu, Lục Thiếu Du, ngươi muốn. Vi sinh thổ vừa thốt lời, trong người tuôn ra lực cắn nuốt hùng dũng. Mặt vi sinh thổ giữ tợn vặn vẹo, đầu óc đau nhói, chân khí thuộc tính thổ hùng hồn bị giam cầm trong người nhanh chóng bị ăn mất. A, à, vi sinh thổ chưa quát xong đã đổi thành tiếng hét thảm, cảm giác cơ thể thay đổi. Chân khí bằng bạc trong khí hải đan điền nhanh chóng bị cắn nuốt, vi sinh thổ đã đoán được kết cuộc của mình lục thiếu du muốn nuốt chân khí trong người vi sinh thổ tất cả khiến vi sinh thổ rung động đã đoán ra tại sao tuổi lục thiếu du còn nhỏ mà tu vi tăng nhanh như vậy tiếc rằng khi biết đã muộn chân khí thuộc tính thổ bằng bạc trong người vi sinh thổ liên tục chui vào bàn tay lục thiếu du chạy vào người bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại nhìn phản ứng của vi sinh thổ thì biến sắc mặt quát to đại ca làm sao vậy lục thiếu du dừng tay mau dừng tay cho ta nhưng hết thảy cũng không làm nên chuyện gì Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến bốn người kia. Bốn người bị giam cầm, trơ mắt nhìn tất cả, bọn họ bất lực. Thời gian trôi dần trong khi cắn nuốt, hiện tại Lục Thiếu Du nuốt một vũ tôn cửu trọng khó thể ăn sạch trong thời gian ngắn. Nhưng đang trong thiên trụ giới, còn ở tầng thứ ba nên có dư giả thời gian. Vì vậy Lục Thiếu Du mới vào thiên trụ giới, tuy với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư thì đến cự giang thành không tới một ngày, nhưng đủ để trong thiên trụ giới tăng thời gian gấp 30 lần cắn nuốt vi sinh thổ, một cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ mới nuốt xong hết. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại trơ mắt nhìn vi sinh thổ, bị nuốt dần thành cái xác khô. Chân khí thuộc tính thổ bằng bạc trong khí hải đan điền của vi sinh thổ, bị nuốt gần hết, hồn anh trong não cũng bị hút ra chui vào người lục thiếu du, lao vào óc hắn. Vèo, hồn anh bị nuốt vào, đại hồn anh trong đầu lục thiếu du hành động trước. Luồng sát khí đột nhiên lan tràn, thân hình ao vào hồn anh vi sinh thổ mới bị nuốt vào đầu vù 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 vù, một giây ngắn ngủi, đại hồn anh xuất hiện trước hồn anh vi sinh thổ đang rung động, sát khí tuôn ra. Trong tay đại hồn anh ngưng tụ một lỗ vòng xoáy sâu tàn hồn sát khí giống như bản thể lục thiếu du thi chi nẻ âm dương linh vũ quyết, hồn anh vi sinh thổ bị nuốt vào người đại hồn anh. Đại hồn anh nuốt hồn anh vi sinh thổ tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, lục thiếu du cảm giác được đại hồn anh đột ngột biến mạnh thêm nhiều. Khi hoàn toàn luyện hóa hồn anh này thì chắc chắn đại hồn anh sẽ được ích lợi lớn. Vèo làm xong tất cả, vi sinh thổ hoàn toàn tành cái xác khô. Trước cặp mắt kinh sợ của bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại, linh hỏa tuôn ra từ tay Lục Thiếu Du, thay khô biến thành trác tàn. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bị nuốt vào người, kinh thán nói thầm, chân khí thật dồi dào. Đẳng cấp tu vi thực lực trung kỳ vũ tôn cửu trọng của vi sinh thổ, có mức độ chân khí dồi dào đáng sợ. Nhưng Lục Thiếu Du chưa được lấp đầy sau khi cắn nuốt, tu vi vũ tôn bát trọng khiến khí hải đan điền của hắn khổng lồ đến đáng sợ. Chương một lại gặp cướp giết một. Tiếp tục, Lục Thiếu Du cười vừa lòng, khóe môi cong lên nụ cười tà, mắt lại nhìn bốn người vi sinh thủy vi sinh ngũ tổ còn lại. Trong các cặp mắt kinh hoàng, Lục Thiếu Du lại cắn nuốt. A, à, từng tiếng hét thảm vang lên nhưng trong thiên trụ giới không ai nghe thấy. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay với tốc độ nhanh nhất. Ba người cực lạc tam quỷ hộ pháp trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, không dám lơi lỏng chút nào. Bên ngoài qua mấy canh giờ, trong thiên trụ giới là vài ngày khi vi sinh phong vi sinh ngũ tổ cuối cùng thành thây khô trong tay lục thiếu du, hóa thành cho tàn thì sắc mặt hắn cũng trướng đỏ lên. Vi sinh ngũ tổ, năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, lục thiếu du đã cắn nuốt chân khí dồi rào trong khí hải đan điền của năm người, như sang ăn no đến trứng bụng, cơ thể tràn ngập chân khí hùng dũng sắp che àn ra khỏi thân thể. Nếu trong tình huống bình thường thì tu vi vũ tôn, bát trọng của lục thiếu du tối đa chỉ nuốt tu vi giả cùng đẳng cấp, nuốt cường giả vũ tôn cửu trọng là tự sát, càng không nói đến một lần nuốt hết năm người đến đẳng cấp tôn giai thì mỗi cách một tầng là lạch trời to lớn nhưng lục thiếu du là ngoại lệ hắn xung quanh khí hải đan điền biến thái kia giúp hắn vượt qua tu vi giả cùng đẳng cấp rất nhiều tuy khí hải đan điền của lục thiếu du rất biến thái nhưng lần này dù gì là năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng nuốt năm người một lần làm lục thiếu du không chịu nổi lục thiếu du thì thảo bắt đầu luyện hóa lục thiếu du cần luyện hóa năm chân khí khổng lồ trong người chân khí khủng bố thế này nếu không luyện hóa xong thì hắn không hoàn toàn yên tâm được Xoẹt, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng kết ra thủ ấn tu luyện, vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong người. Năng lượng chân khí bị cắn nuốt vào người Lục Thiếu Du, hơi luyện lại liền biến thành chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan điền. Luyện hóa năm năng lượng chân khí rồi rào khiến toàn thân Lục Thiếu Du, lát sau bao phủ một vầng sáng chân khí. Trong khí hải đan điền, vũ đan màu lục xoay tít, chân khí tinh thuần liên tục rót vào. Chân khí biến thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn trong khí hải đan điền luyện hóa thế này có năng lượng thuộc tính hùng hồn lao nhanh trong kinh mạch của lục thiếu du cùng với luyện hóa mọi thứ trong thân thể hắn đều nâng cao cảm xúc vui mừng hiện lên trong cảm giác của lục thiếu du thời gian qua lục thiếu du chờ đợi mình sẽ lại đột phá trong đẳng cấp chân khí cắn nuốt chân khí dồi dào của năm người vi sinh ngũ tổ chính lục thiếu du mong chờ mình sẽ lần nữa đột phá không biết năm người vi sinh ngũ tổ năm tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng có đủ chống đỡ cửa ải lớn từ vũ tôn bát trọng bá đạo đến cửu trọng không về vấn đề khác lúc đột phá như lĩnh ngộ, căn cơ thì Lục Thiếu Du tạm thời không lo âu chút nào, cái này đơn thuần là sức chờ đợi. Lục Thiếu Du không nắm chắc có thể dựa vào chân khí của năm người vi sinh ngũ tổ chống đỡ cho mình đột phá. Dù sao Lục Thiếu Du có khí hải đan điền biến thái, từ đẳng cấp vũ tôn bát trọng đột phá đến cửu trọng hắn ước chừng cần năng lượng, thật là cái hang không đáy, rất khó lấp đầy nó. Nhưng với tốc độ luyện hóa kiểu này cộng với hiện tại Lục Thiếu Du, lĩnh ngộ không thành vấn đề gì nếu luôn được chống đỡ liên miên không dứt thì hắn trực giác mình sắp lại đột phá. Chân khí vi sinh ngũ tổ bị nuốt vào người hơi luyện hóa một chút, nhanh chóng biến thành chân khí tinh thuần cho Lục Thiếu Du dùng, nhưng vấn đề là phải xem hắn có chống đỡ được không. Chân trời phía xa có một thú ảnh màu trắng xuyên, qua tầng mây kéo theo văn bạc giữa không trung. Độ cao này yêu thú bình thường không bay lên nổi, chỉ có thể từ không trung tầm thấp nhìn lên, thậm chí khó thể thấy rõ dấu vết. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, trên thân thể to lớn đôi cánh vỗ đập, không gian xung quanh vạn vẹo tía sóng gợn. Khí lưu xẹt nhanh qua kéo theo một chuỗi tiếng xe gió trầm đục. Xoẹt, trên lưng thiên sứ tuyết sư, thiên trụ giới có biến đổi. Sóng không gian chợt lóe, Lục Thiếu Du xuất hiện ở bên ngoài. Cực Lạc Tam Quỷ hành lễ, kính chào nhị thiếu gia. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhị thiếu gia trước mắt, mới mấy canh giờ không gặp mà khí thế trên người nhị thiếu gia đã hơi yêu thay đổi, mắt ba người lóe tia kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm bên dưới, chắc sắp đến rồi. Lục Thiếu Du tính thời gian mới đi ra thiên trụ giới, chân khí dồi dào trong người chưa được luyện hóa, vẫn còn tràn đầy. Nhưng trả qua nửa tháng luyện hóa trong thiên trụ giới khiến Lục Thiếu Du có nắm chắc ức chế chân khí trong người, ít ra sẽ không tạo thành nguy hiểm gì quá lớn cho hắn. Lệ Quỷ khó hiểu hỏi, "Nhị thiếu gia, gần ngay phía trước là Cự Y an Thành, chẳng phải chúng ta sẽ đi Bắc Cung ra sao? Vì sao đến Cự Giang Thành?" Lục Thiếu Du đáp, "Chúng ta đi thiên địa các một chuyến tìm hiểu tin tức." Lục Thiếu Du mới nói xong trong không trung vang lên thanh âm già nua chậm rãi nói, rốt cuộc xuất hiện. Hơi thở quái dị xuất hiện giữa không trung, trong phạm vi không gian run rẩy rung động. Vù 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 vù, tất cả đến trong chớp mắt, cả không gian tối tăm. Không gian to lớn u ám như có bàn tay vô hình che đậy thiên địa. Lệ Quỷ biến sắc mặt nói với Lục Thiếu Du, nhị thiếu gia, chúng ta bị mai phục. Lệ Quỷ nhìn chằm chằm tình hình xung quanh, rõ ràng là đã bị siêu cường giả mai phục, tiến vào cái tròng đã đặt sẵn cả nhóm không hề cảm giác được gì chứng minh tu vi một tên của đối phương trên cơ bọn họ ánh mắt lục thiếu du trầm trọng tinh thần quan sát tứ phía cẩn thận chút không gian như bị đông lại tinh thần không thể quan sát quá xa không gian xung quanh bị đóng băng cần thực lực như thế nào mới làm được điều này tuyệt đối không phải người bình thường lệ quỷ nhận ra người đến đáng sợ bày tam tinh trận có thể phong tỏa không gian rộng lớn dù lệ quỷ dốc hết sức ra cũng không làm được thế là không chút do dự ba người bày ra tam tinh trận vù 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 lệ quỷ dứt lời ba tiếng xe gió vang lên ba người cực lạc tam quỷ bay lên cao một chút vị trí ba người đứng có vẻ huyền ảo thủ ấn biến đổi từng cột sáng chân khí bắn ra từ thân thể cực lạc tam quỷ gắn liền với nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung không gian mấy ngàn thước cực lạc tam quỷ đã vận chuyển một một tít khổng lồ xuất hiện trên cao ba người liên tục thay đổi thủ ấn kéo theo năng lượng thiên địa vào đại trận thoáng chốc ánh sáng bí văn lấp lánh trên đại trận khổng lồ cả không gian run rẩy ầm ầm, ầm 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 ầm. Trong không trung, không gian phạm vi mấy ngàn thước vạn vẹo tràn ngập uy năng khủng bố, uy năng của ba người cực lạc tam quỷ đang tăng lên. Trong khoảnh khắc cột sáng luân phiên, cột sáng thất luyện của ba người kết nối với nhau, cả không gian gió nổi mây phun. Âm quỷ, dương quỷ kéo chuỗi tàn ảnh, với đường cong huyền ảo mang theo năng lượng uy năng hùng hồn chui vào cột sáng quanh thân lệ quỷ. Chương 28032, lại gặp cướp giết hai. Ầm 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 ầm. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên rung động, lệ quỷ xảy ra biến đổi kỳ dị đến đáng sợ. Quanh người lệ quỷ hiện hình người khổng lồ ảo cao to ngàn thước, uy nhất mạnh mẽ lan tràn khí thế đè ép thiên địa, hơi thở hùng hồn khủng bố. Lục Thiếu Du ở phía sau con người có rút, mạnh quá. Ba người cực lạc tam quỷ tu luyện và tiến bộ sau khi đột phá lại con đường tam tinh, trận này thật là khủng khiếp, mạnh hơn lúc ở Bình Nguyên Hoang dã nhiều. Cảm nhận uy năng của tam tinh trận, Lục Thiếu Du đoán lúc trước ba người cực lạc tam quỷ vận chuyển tam tinh, trận có thể đối kháng tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng thực lực hiện tại của họ thì dtv giả đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng khó làm gì được họ thực lực hiện nay của ba người có tam tinh trận phụ trợ trực tiếp đối kháng đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng không thành vấn đề thanh âm giả nuôi chậm rãi nói chắc các ngươi là cực lạc tam quỷ là giọng nữ giả nói xong một bóng người xuất hiện trong không gian mờ tối thân hình giả cả lặng lẽ hiện ra người này biện hình bỗng chốc thiên địa như có thanh âm dao động năng lượng mỏng manh vang lên. Tiếng dao động năng lượng nhỏ bé nhưng Lục Thiếu Du, Cực Lạc Tam Quỷ vẫn cảm giác được, linh hồn run lẩy bẩy. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn chằm chằm người trên trời, thân hình già cả là một lão phụ nhân, tuổi trừng thập cổ lai hy, mặc váy dài màu trắng, mặt nhăn nheo. Ảo ảnh to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra hét to một tiếng, "Chúng ta chính là ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi là ai?" Cực Lạc Tam Quỷ nhìn người già trước mắt, bọn họ không quen người này. Lục Thiếu Du luôn nhìn chăm chú vào lão phụ nhân lặng lẽ đến. Rõ ràng lão phụ nhân nhỏ bé như con kiến trước thân hình to lớn cực lạc tam quỷ, ngưng tụ ra nhưng lại có khí thế đặc biệt. Trước ảo ảnh khổng lồ lão phụ nhân chẳng hề nhỏ bé ngược lại khiến người không kiềm được ánh mắt đầu tiên nhìn lão phụ nhân chăm chú, tự động bỏ qua thân hình to lớn cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra. Như thể trong thiên địa này chỉ có một mình lão phụ nhân tồn tại, bất giác chỉ cảm nhận được hơi thở của lão phụ nhân. Khí thế này khiến Lục Thiếu Du trực giác không may có vài phần quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ. Lão phụ nhân hờ hững lướt thân hình to lớn cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra, cực lạc tam quỷ, ba tên vô sỉ các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang ta, cùng phi linh môn ám toán đánh chết cường giả của Lan Lăng Sơn Trang ta. Hôm nay lão thân sẽ nghiền xương ba ngươi thành cho, dứt lời người lão phụ nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng từ không gian mở tối đầu xuống rồi từ từ rơi vào không gian tối tăm, khí thế kinh khủng bùng nổ. Con ngươi lục thiếu du có rút, là người Lan Lăng Sơn Trang chắc là người Lan Lăng Sơn Trang rồi, khỏi nói cũng biết cường giả này luôn mai phục định nửa đường cướp giết Lục Thiếu Du, mục tiêu chính chắc chắn là hắn. Nghe nói đối phương là người của Lan Lăng Sơn Trang thì Cực Lạc Tam Quỷ ngầm hiểu, người Lan Lăng Sơn Trang sẽ không tha cho Ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ, mắt thân hình khổng lồ lóe tia độc ác. Thân hình ảo khổng lồ giống to, hừ, thì ra là người của Lan Lăng Sơn Trang, muốn đối phó Ba huynh đệ ta phải xem ngươi có tư cách đó không đã năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, hân hình khổng lồ vung cánh tay. Một cột sáng năng lượng to lớn mạnh mẽ oanh kích vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mắt lóe tia sáng, không biết tự lượng sức mình. Trong giây phút này, sóng không gian trước mặt lão phụ nhân chậm rãi mấp máy. Cùng với sóng không gian mấp máy, khí thế kinh khủng lặng lẽ lan tràn. Trong khí thế đó cơ thể lục thiếu du, vận chuyển chân khí bỗng chốc tắc nghẽn không tiến tới được, hắn bị ức chế. Xoẹt 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 chỉ chớp mắt một cột sáng năng lượng của cực lạc tam quỷ, đánh vào không gian trước mặt lão phụ nhân, nhưng bị sóng không gian lan tăn ngăn chặn không cách nào xâm nhập thêm. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt, hừ, lão phụ nhân liếc cột sáng năng lượng trước mặt đủ phá hủy không gian, phất ống tay áo váy dài. Không gian run rẩy, cột sáng năng lượng to lớn bị chấn vỡ trong không gian. Sóng kinh phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ồ ạt, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng khủng khiếp chấn vỡ tan nát cột sáng năng lượng của cực lạc tam quỷ bị dễ dàng đánh tan không còn dấu vết lục thiếu du kinh thán chuẩn đế đây là lực lượng chuẩn đế lão phụ nhân này là cường giả chuẩn đế khí thế trên người lão phụ nhân giống y như ám u lão quỷ hơi giống hơi thở trên người nghĩa phụ nam thúc chắc chắn đã đến đẳng cấp chuẩn đế đáng sợ lại là một vị cường giả chuẩn đế khủng bố phát ra khí thế cường đại này lục thiếu du biến sắc mặt biểu tình cực kỳ khó xem lục thiếu du không ngờ lan lăng Sơn Trang xuất động cường giả kinh khủng như thế đến đối phó hắn. Lão phụ nhân nhìn ảo ảnh khổng lồ trước mặt, cực lạc tam quỷ không biết tự lượng sức mình, ỉ vào tam tinh trận nho nhỏ còn chưa đủ thực lực cản rỡ trước mặt lão thân. Khí thế kinh khủng từ từ dâng lên từ người lão phụ nhân, váy dài phất mạnh, mắt lóe tia sáng. Lão phụ nhân giơ tay lên, một cột sáng màu trắng hùng hồn cùng, với năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa đụng vào ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ, ngưng tụ ra. Răng rắc, cột sáng trắng phá hủy không gian, Cùng lúc đó dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên chân trời mờ tối, đụng vào ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra, mơ hồ kèm theo linh hồn lực dồi dào. Lão phụ nhân là một cường giả chuẩn đế linh đạo. Thân hình ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra con người có rút, cánh tay to vung ra. Không gian dọc đường đi rách toạc, nắm đấm va chạm vào cột sáng trắng. Bùm, hai lực lượng đụng mạnh vào nhau, không trung vang tiếng nổ như sấm, cột sáng trắng phá hủy nắm đấm của ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra nắm tay vỡ vụn kèm theo mảnh nhỏ không gian nổ tung lộ ra khe nứt không gian đen ngòm cột sáng trắng tiếp tục trùng kích vào ảo ảnh khổng lồ không gian nổ nát cộp 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 lực lượng mạnh mẽ làm ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra lào đào bị đẩy lùi thân hình to lớn lùi một bước liền nứt dạn vỡ ra ba thân hình văng ra ngoài ba người hộc máu phụt cực lạc tam quỷ một đường thẳng thụt lùi đụng nát không gian mười mấy bước sau mới ổn định thân hình. Ba người mặt trắng bệch, khóe môi dính vết máu. Mạnh quá, Lục Thiếu Du, Tuyết Sư nhìn chăm chú cảnh tượng đó, cực kỳ rung động. Thực lực cực lạc tam quỷ hiện tại phối hợp tam tinh, trận vậy mà không đỡ nổi một chiêu, lão phụ nhân quá mạnh. Lão phụ nhân không quan tâm ba người cực lạc tam quỷ bị thương trong một chiêu, mắt chuyển sang nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, không biết tự lượng sức mình, lát nữa giải quyết các ngươi sau. Chương 2804, đi Thánh Sơn 1 trên khuôn mặt già nua mắt lão phụ nhân lóe sát ít, lục thiếu du, hôm nay là ngày hết của ngươi. Lan lăng sơn trang ta không nhân lúc còn sớm đánh chết ngươi, để ngươi trưởng thành đến hiện nay là sai lầm lớn nhất. Lục thiếu du ngước lên nhìn lão phụ nhân, mỉm cười nói, người lan lăng sơn trang cũng nên báo danh hiệu ra đi, không ngờ lan lăng sơn trang muốn ta chết như vậy. Lão thất phu lộc linh chết còn chưa đủ, lại một người đến. Tiểu tử, trước khi ngươi chết hãy nhớ kỹ danh hiệu của lão thân. Lão thân lan lăng sơn trang lan linh tôn giả, có thể chết trong tay lão thân đã là cất nhắc ngươi, kiếp sau đầu thai tuyệt đối đừng lại đến trêu vào Lan Lăng Sơn Trang ta. Cái chết của Lộc Linh tôn giả, mấy chục vạn đệ tử Lan Lăng Sơn Trang ta bây giờ đã tới lúc ngươi phải trả lại. Lão phụ nhân nói xong thủ ấn bắt đầu thay đổi. Ba bóng người chợt lóe, Cực Lạc Tam Quỷ bị thương nặng đến trước mặt Lục Thiếu Du, nhị thiếu gia, mau trốn đi. Người này đã là chuẩn đế, bà huynh đệ chúng ta ngăn cản thêm một lúc, nhị thiếu gia hãy bảo trọng. Ba người che trước mặt Lục Thiếu Du linh lực chân khí còn sót lại phô thiên cái địa tuôn ra lục thiếu du cười cười vào lúc này cực lạc tam quỷ liều mạng chắn trước mặt hắn xem ra ba người đã thật lòng thần phục không khiến hắn thất vọng không gian to lớn đã bị phong tỏa giờ có muốn trốn cũng không thoát lão phụ nhân trên trời quát to cực lạc tam quỷ chỉ bằng vào các ngươi có thể đối kháng được sao thế thì cùng chết đi khí thế kinh khủng tuôn ra cuối cùng tỏa định bốn người lục thiếu du cực lạc tam quỷ trên khuôn mặt giả nuôi đôi mắt lóe sát ít lão phụ nhân phất tay. Lùa àng linh lực hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa, mang lên năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa bắn hướng lục thiếu du, cực lạc tam quỷ. Dưới năng lượng này không gian run rẩy, năng lượng khủng bố khiến lòng cực lạc tam quỷ trùng xuống. Cực lạc tam quỷ, các ngươi lùi xuống đi. Khi cực lạc tam quỷ định liều mạng đánh lại thì bóng người áo xanh che trước mặt họ, là lục thiếu du. Vầng sáng trắng bo bọc người lục thiếu du, hắn phát ra thanh âm hờ hững lại bộc phát uy nhiếp khủng bố hơn lão phụ nhân, Lan Lăng Sơn Trang muốn giết bản công tử dám bỏ ra một chuẩn đế. Nhưng chỉ là chuẩn đế, có vẻ không đủ. Năng lượng khủng bố phía trước vô thiên cái địa ập đến, cách lục thiếu du áo xanh chăm thức chợt nhạt nhào. Chớp mắt năng lượng hủy diệt này đụng vào vầng sáng trắng trước mặt lục thiếu du, năng lượng hủy diệt từ từ biến mất. Đôi mắt cực lạc tam quỷ kinh sợ nhìn bóng dáng lục thiếu du trước mắt. Tay lục thiếu du cầm một khối ngọc giản màu trắng, trên ngọc giản trắng hiện ra vầng sáng trắng bao bọc không gian phạm vi trăm thước trong vầng sáng trắng kia cực lạc tam quỷ cảm nhận uy nhiếp khủng bố không thể tả so với uy nhiếp này thì lão phụ nhân lan lăng sơn trang mang đến uy áp kém hơn rất nhiều hơi thở này dường như đến từ hải tượng trưởng lão của thánh linh cốc cực lạc tam quỷ kinh ngạc nói đây là uy nhiếp của đế giả thánh linh lão tổ bọn họ rất quen thuộc hơi thở này vì mới gần đây tiếp xúc được hơi thở này là của thánh linh lão tổ uy nhiếp đế giả thật sự trước mặt lục thiếu du hiện ra vầng sáng trắng khiến mặt lão phụ nhân lan linh tôn giả lộ vẻ kinh sợ với ánh mắt của lão phụ nhân đương nhiên biết đây là uy nhiếp đế giả thật sự còn lão phụ nhân mới là chuẩn đế mắt lão phụ nhân nhanh chóng hấp hái sát ý càng dâng lên trong mắt đừng hoảng chỉ là một hơi thở đế giả không phải đế giả thật sự hôm nay dù thế nào thì lão phụ nhân quyết tâm giết lục thiếu du lão phụ nhân có nắm tay lại lục thiếu du hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì thì ngươi chết chắc năng lượng ánh sáng trắng rực rỡ tuôn ra từ thân thể lão phụ nhân thủ ấn biến đổi lão phụ nhân phất tay, cả không gian run rẩy. Ru, một tiếng hót trong trẻo vang vọng không gian, con chim ưng khổng lồ năng lượng màu trắng nhanh chóng hình thành trên chân trời. Đôi cánh khổng lồ vỗ, bầu trời rung rinh theo, gió mây vần vũ. Khe nứt không gian nhanh chóng hiện ra, trận thế này làm cực lạc tam quỷ ở phía xa hết sức kinh sợ. Chim ưng màu trắng khổng lồ thành hình, đôi cánh vỗ che dập trời lao nhanh hướng lục thiếu du. Chim ưng màu trắng khổng lồ to cỡ ngàn thước, thân hình đổ bóng ma, cực lạc tam quỷ ngước nhìn cảm nhận áp lực không thể chống cự năng lượng này quá cường đại làm ba người muốn quỳ xuống lục thiếu du đối mặt trận thế khủng bố vầng sáng trắng bao quanh người ánh mắt âm trầm lục thiếu du từ từ bước ra hai bước giơ cao tay bóp nát ngọc giản ầm 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 khoảnh khắc ngọc giản bị bóp nát năng lượng ngập trời phát ra cả không gian run lên năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian lộ ra hư không to lớn hư không từ từ khép lại thân hình ảo xuất hiện trong không trung là thánh linh lão tổ thân hình thánh linh lão tổ ảo nhìn con ưng màu trắng khổng lồ đập cánh hủy diệt không gian lao đến mở miệng nói chuẩn đế nho nhỏ mà dám đụng vào sư điệt của lão thân người muốn chết thánh linh lão tổ phất tay cách không có năm ngón tay hướng chim ưng màu trắng khổng lồ cùng với thánh linh lão tổ co bàn tay lại đám người lục thiếu du cực lạc tam quỷ cảm giác thiên địa tối sầm chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi mảng lớn không gian phía trước trở nên hư vô lục thiếu du cực lạc tam quỷ ánh mắt rung động nhìn nhau dây sau không gian hư vô bỗng chốc sụp đổ lộ ra lỗ đen thui trống rỗng to ngàn thước trên chân trời lỗ đen sâu đen như có thể cắn nuốt cả linh hồn khiến người không dám nhìn thẳng chim ưng màu trắng khổng lồ gào thét thảm thiết ru chim ưng màu trắng khổng lồ bị lỗ đen to lớn nuốt mất lỗ đen hư không to lớn như thái sơn đè đầu bao tùm lên con chim chim ưng màu trắng khổng lồ cố gắng vùng vẫy ánh sáng trắng rực rỡ như mặt trời không ngừng bắn ra khuôn mặt giả nua tái nhợt, lão phụ nhân phun búng máu, thủ ấn thay đổi. Lực lượng ngập trời rót vào chim ưng màu trắng khổng lồ, nhưng không cách nào thoát khỏi lỗ đen xâm thực, cắn nuốt. Răng rắc, chỉ một dây ngắn ngủi, lỗ trống hư vốn nuốt mất chim ưng màu trắng khổng lồ. Dây sau lỗ đen sâu thẳm biến mất, Lan Linh Tôn giả Lan Lăng Sơn trang lại học máu. Xoẹt, cùng lúc đó Thánh Linh lão tổ ảo tỏa sáng chói lòa, không gian run rẩy, Thánh Linh lão tổ biến thành cột sáng năng lượng màu trắng mang theo lực lượng đáng sợ đủ, để hủy thiên diệt địa phá hủy không gian dọc đường đi năng lượng khủng bố làm khe nứt không gian đen ngòm lan tràn như tia chớp trong không gian hư vô thẳng hướng lan linh tôn giả tốc độ và uy thế đó khiến lan linh tôn giả không cách nào tránh thoát khuôn mặt giả nua tái nhật hoàn toàn biến sắc linh lực trong người lão phụ nhân hoàn toàn bùng nổ dốc hết sức vỗ mạnh một trường ấn ầm 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 chớp mắt trưởng lan linh tôn giả vỗ ra đụng mạnh vào thánh linh lão tổ ảo biến thành khe nứt không gian lao nhanh ập đến tựa như thiên thạch va chạm chương 2805, đi Thánh Sơn 2. Và chạm mạnh khiến cổ họng Lan Linh tôn giả ngứa, lại ói ra bãi máu. Phụt, trường ấn bị đánh tan hóa thành mảnh nhỏ không gian biến mất. Khuôn mặt già nua biến sắc mặt, nguy rồi. Lan Linh tôn giả xoay người xé rách một khe nứt không gian, nhanh chóng cui vào trong, bộ dạng cực kỳ chật vật. Dáng vẻ chó cục đuôi chạy trốn của Lan Linh tôn giả khiến lục thiếu du, cực lạc tam quỷ kinh ngạc giật mình. Không ngờ cường giả chuẩn đế Lan Linh tôn giả, thế nhưng không đỡ nổi một năng lượng của thánh linh lão tổ. Lan linh tôn giả chạy nhanh đến mấy vẫn chậm, một thoáng xoay người chạy trốn thì trong khe nứt không gian đen ngòm chấn vỡ trưởng ấn của lão phụ nhân có một cột sáng năng lượng màu trắng, với thế xét đánh không kịp bưng tay đánh mạnh vào người lão phụ nhân. Cùng lúc đó trên người lan linh tôn giả, phụ áo giáp hồn màu trắng bao lão phụ nhân lại, xem khí thế thì áo giáp hồn này đến đẳng cấp dịa dai. Bùm! Trong khoảnh khắc này cả không gian nổ tung lộ ra cái lỗ không gian sâu đen hun hút không gian nốt tung kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán răng rắc kinh khí khủng khiếp làm không gian bốn phía nứt dạn rồi nổ tung tóe năng lượng kinh người phô thiên cái địa càn quét bốn người lục thiếu du cực lạc tam quỷ trong dư âm kinh khí khủng bố bị lào đảo chấn lùi phập kinh khí đáng sợ thổi quét trong lỗ không gian sâu đen áo giáp hồn trên người lan linh tôn giả vỡ ra thân hình tan nát bị nuốt vào trong ầm 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 không gian chấn động run rẩy trong không gian tối đen chợt trở về ánh sáng rực rỡ không gian mới bị lan linh tôn giả phong tỏa đã vỡ nát vèo chỉ dây lát kình khí trước mặt tan biến khe nứt không gian sâu đen liền lại một luồng sáng trắng bay nhanh trốn đi biến mất giữa không trung mặt lệ quỷ trắng bệch đến bên cạnh lục thiếu du nhị thiếu gia hồn anh của lan linh tôn giả đã trốn ánh sáng trắng loanh anh trốn đi chính là hồn anh lan linh tôn giả mắt lục thiếu du hấp hái, thôi cũng không đuổi kịp được Lan Linh tôn giả có áo giáp đẳng cấp địa giai nên hồn anh mới trốn được. Nếu không có áo giáp hồn địa giai, thì hồn anh Lan Linh tôn giả đã không thể trốn thoát. Dương quỷ lau máu bên khóe môi, mắt lộ ý cười, Lan Lăng Sơn Trang này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một chuẩn đế chỉ có thể thoát được mỗi hồn anh tương đương chết một nửa, dù tìm được người đoạt xá, thực lực phục hồi đến linh tôn cửu trọng đã là hay. Tổn thất một cường giả chuẩn đế, e rằng lần này Lan Lăng Sơn Trang sẽ khóc không ra nước mắt lục thiếu du nói chúng ta cẩn thận chút phía trước là cự giang thành tới đó trước đi lần này số lục thiếu du may mắn vừa lúc trên người có thủ đoạn giữ mạng sư bá cho thiên địa minh sẽ không dễ dàng tha cho hắn lục thiếu du không sợ cường giả tôn giai cửu trọng dầu gì cũng có năng lực tự bảo vệ mình nhưng đối diện cường giả chuẩn đế thì khác mới rồi trước lan linh tôn giả chuẩn đế lục thiếu du cảm giác bó tay bó chân thực lực của hắn còn kém rất xa lần này Lan Lăng Sơn trang phái ra cường giả chuẩn đế đến cướp giết Lục Thiếu Du, lần sau không biết sơn môn nào phái cường giả càng mạnh hơn, vì vậy hắn phải tranh thủ nâng cao tu vi thực lực thêm nữa. Thiên sĩ Tuyết sư thu về bản thể, bốn người sửa sang lại nhảy người lao đi cự giang thành. Vết thương của Cực Lạc Tam Quỷ khá nặng nhưng bây giờ không có thời gian chữa trị, uống mấy viên đan dược trị thương rồi cố gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Lan tôn giả, nơi cực kỳ lạ lùng trong toàn cổ vực. Cự Giang Thành không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng nơi này phồn hoa và náo nhiệt khiến các thực lực rất là đỏ mắt tất cả thế lực bên ngoài không dám nhúng chàm vào cự giang thành vì trong đó có thiên địa các tồn tại bất cứ sơn môn nào đến cự giang thành đều phải nề mặt thiên địa các chưa từng có ai dám không nể thiên địa các về điều này khiến lục thiếu du rất khó hiểu tuy thiên địa các không thật sự nhúng tay vào cuộc phân tranh nào trên đại lục không trêu vào thế lực nào nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ nhất đại lục nên các sơn môn không muốn trêu chọc vào thế lực cường đại như thế tuy nhiên lục thiếu du không tin chỉ dựa vào những điều này khiến thiên địa các bình yên vô sự tồn tại, sợ là sau lưng còn có nguyên nhân gì khác. Trong cự giang thành có thị trường giao dịch, thị trường đấu giá số một toàn đại lục. Nhiều người không tiện lộ mặt vào cự giang thành thì đành hóa trang. Tóm lại cự giang thành rất kỳ lạ. Trong cự giang thành dù vào lúc nào thì trên đường đông đúc dòng người. Trong dòng người nhốn nháo có nhiều người mặc đồ kỳ lạ. Lục thiếu du và tuyết sư, lão nhân áo xám lúc này đi trên đường cái rộn ràng hướng tới một chỗ, không ngừng lại lâu trên đường, một quảng trường diện tích khá lớn phía trước có một đình viện hùng vĩ mà không rêu dao khi năm người lục thiếu du đến đây thì có hai thủ vệ trông cửa khá trẻ tuổi tu vi đẳng cấp vũ phách lục thiếu du móc lệnh bài thiên địa các gia hai người giữ cửa cung kính đưa bọn họ vào một đình viện yên tĩnh năm người vào gian phòng nhỏ có một nữ nhân vóc dáng linh lung đường cong đã ở trong sảnh lục thiếu du nhìn kỹ nữ nhân mặt ngọc trang nhã hơi thoa phấn khuôn mặt thanh tú có nét quyến rũ nàng mặc sa y màu tím, bên trong khoác trường bào cung trang màu lục ẩn hiện, mắt sáng ngời. Tuổi nàng khoảng 30 nhưng trông rất trẻ trung. Hơi thở tu vi ẩn giấu của nàng khó thoát khỏi lục thiếu du quan sát, đến linh vương tam trọng, khá mạnh. Lục thiếu du quen nàng này, lúc trước hắn cùng Bạch Linh tới đây tham gia vào thiên địa các đã gặp qua, nhưng lúc ấy nàng chỉ là đẳng cấp linh xuất. Nữ nhân xinh đẹp trông thấy lục thiếu du thì nhoẻn miệng cười, như sớm biết hắn, thì ra là minh chủ đế đạo minh, lục trưởng môn phi linh môn đại giá quang lâm thiên địa các, tiểu nữ tử là Trần Hiểu Thiến, chức trưởng lão thiên địa các cự giang thành. Xin chào lục trưởng môn. Lục thiếu du hơi chắp tay, Trần trưởng lão hữu lễ. Nữ nhân hỏi thẳng, không biết lục trưởng môn tự mình đến có chuyện gì quan trọng. Lục thiếu du đích thân tới dĩ nhiên có chuyện không tầm thường, nàng giữ chức vị quan trọng trong phân đà cự giang thành, cũng không phải dựa vào nhan sắc là được. Lục thiếu du thẳng thắn đáp, ta muốn biết địa chỉ cụ thể của bắc cung gia tộc, ta nghĩ chắc thiên địa các biết, hiện tại Lục Thiếu Du không có nhiều thời gian để lãng phí. Trần Hiểu Thiến hơi biến sắc mặt nói, địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc, Lục Thiếu Du hỏi, chẳng lẽ Trần trưởng lão có gì khó xử? Ta biết quy tắc của Thiên Địa Các, có điều kiện gì thì Trần trưởng lão cứ nói đi. Cũng không phải Mắt đẹp hấp hái, Trần Hiểu Thiến nhìn Lục Thiếu Du, không dám giấu giếm, thiên địa các ta có địa chỉ lục đại nhân hoàng tộc, tứ địa thú hoàng tộc. Nhưng thiên địa các có quy định, đây là nguyên nhân thiên địa các có thể tồn tại trên đại lục này. Lục trưởng môn muốn biết địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc thì Thiên địa các ta không cho biết được. Xin lục trưởng môn thứ lỗi. Tin tưởng lục trưởng môn cũng không muốn biết một số bí ẩn của phi linh môn bị lộ ra ngoài đúng không? Chương 2806 đi Thánh sơn ba. Lục thiếu du mắt lóe tia sáng, hắn hiểu cách làm của Thiên địa các. Thiên địa các tồn tại cũng có quy tắc của mình. Lệ quỷ không nhịn được nạt Trần Hiểu Thiến, hay cho Thiên địa các nhị thiếu gia nhà ta đích thân đến. Rốt cuộc có nói không? Trần Hiểu Thiến mỉm cười nói, lệ quỷ, cực lạc tam quỷ nhà ngươi bớt la lối trong thiên địa các đi. Hiện tại các ngươi đã đầu vào lục trung, thiên địa các ta nể mặt lục ra, có thể xem như không thấy tội vô lỗ trong phân đà. Nếu còn có lần sau thì ta sẽ không khách sáo. Tuy Trần Hiểu Thiến chỉ có tu vi linh vương nhưng không bị lệ quỷ hù sợ, khí thế chẳng chút bị ảnh hưởng. Lục thiếu du mắt lóe tia sáng quát, lệ quỷ, không được vô lễ, thiên địa các không phải nơi cho ngươi cản rỡ, lui xuống, lệ quỷ hậm hực cung kính lui xuống lục thiếu du nói trần trưởng lão lệ quỷ không cố ý xúc phạm xin trần trưởng lão thứ lỗi cho trần hiểu thiến gật đầu nói lục trưởng môn đa lễ lục thiếu du hỏi không biết còn có cách gì để biết địa chỉ của bắc cung gia tộc không trần hiểu thiến nhìn lục thiếu du lục trưởng môn đích thân đến e rằng có chuyện cực kỳ quan trọng thánh nữ đã dặn trước lục trưởng môn là khách quý của thiên địa các ta nhưng việc này đúng là không phải quyền hạn của ta có thể quyết định cách duy nhất là lục trưởng môn đi thánh sơn tìm thánh nữ có lẽ thánh nữ sẽ có cách giúp lục trưởng môn. lục thiếu du nghe vậy mừng rỡ, còn hơn không có cách nào, không biết làm sao để đến được thánh sơn. trần hiểu thiến trả lời, thánh sơn là một mật địa của thiên địa các ta, vô cùng quan trọng với thiên địa các, vốn không cho người ngoài đi vào. nhưng thánh nữ đã dặn dò nên lục trưởng môn có thể đi, tuy nhiên xin lục trưởng môn tuyệt đối đừng nói về thánh sơn cho người ngoài biết. lục thiếu du gật đầu nói, đó là tất nhiên. có lẽ tìm tử yên hỗ trợ sẽ đến âm quỷ được với địa vị của tự yên trong thiên địa các nếu chịu giúp thì không thành vấn đề gì trần hiểu thiến liếc cực lạc tam quỷ tuyết sư nói với lục thiếu du mời lục trưởng môn theo ta trần hiểu thiến dẫn đường đám người lục thiếu du cực lạc tam quỷ tuyết sư đi ra tiểu thính qua mấy hành lang đi vào mật thất có vài cơ quan mật thất mở ra lại có một gian phòng đá ẩn khuất trong phòng đá có một lỗ hồng đường kính hai thước đang từ từ xoay tròn từng đợt lực lượng không gian kinh người tràn ra từ đó Lục Thiếu Du nhìn lỗ hổng xoay tròn, kinh ngạc kêu lên, trùng động, nơi này có trùng động. Lục Thiếu Du không ngờ trong phân đà thiên địa các có trùng động tồn tại. Chỉ đế giả mới mở được trùng động không gian, chẳng lẽ thiên địa các cũng có đế giả? Ba người cực lạc tam quỷ biểu tình kinh ngạc nói, nơi này có trùng động, Trần Hiểu Thiến nói, đây là trùng động đi thông Thánh Sơn. Trần Hiểu Thiến ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du, mời Lục trưởng môn vào, trùng động này sẽ trực tiếp đến Thánh Sơn. Sau khi tới Thánh Sơn sẽ có người đưa Lục Trưởng môn đi gặp Thánh nữ. Lục Thiếu Du gật đầu, đa tạ Trần trưởng lão. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Cực Lạc Tam Quỷ, "Tuyết sư, chúng ta vào đi." Dứt lời Lục Thiếu Du nhảy vào trùng động. Tuyết sư, Cực Lạc Tam Quỷ cũng nhảy xuống theo, năm người vào trong trùng động không gian. Khoảnh khắc Lục Thiếu Du bước vào tùng động, thì dòng khí không gian đậm đặc như nước vắt qua mặt, tầm mắt chợt tối sầm. Cơ thể như mất thăng bằng, nhưng rất nhanh cảm giác này biến mất. Trước mắt Lục Thiếu dù là một đường hầm trùng động, bốn phía cuồn cuộn dòng khí không gian. Đường hầm này không thấy cuối. Xoẹt, lục thiếu du hơi gồng sức một chút như làn gió xẹt qua không gian. Trần Hiểu Thiến nhìn bóng lưng lục thiếu du biến mất trong trùng động, mắt lộ nghi hoặc, mới nhận được tin Lan Lăng Sơn Trang xuất động chuẩn đế muốn cướp giết lục thiếu du, xem ra Lan Lăng Sơn Trang lại thất bại. Trần Hiểu Thiến rời khỏi phòng đá, biến mất. Không lâu sau trùng động không gian run lên, phía trước loài ánh sáng. Lục thiếu du ra khỏi trùng động không gian, đập vào mắt hắn là một sơn cốc bao la, cây to chọc trời rậm rạp liên miên. Rừng cây vô cùng tĩnh lặng, trên bầu trời có mấy chim hót vang vọng trong sơn cốc. Cực lạc tam quỷ, tuyết sư ra khỏi trùng động. Bên dưới, sơn mạch trải lớp cỏ xanh mượt, phương xa nở đầy loài hao không tên. Vài tia nắng xuyên qua kẽ cây cối bắn vào hình thành những cột sáng vàng, sáng tối đan xen nhau. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn bốn phía, ngoài sơn cốc ra có một dãy sơn mạch to lớn, núi non chập tùng dãy núi liền nhau không gian bao la liên miên trong núi non chập trùng quay quanh một ngọn núi to lớn nhất núi như vách đá treo leo nhô cao đâm thẳng tầng mây khiến người kinh thán ngạc nhiên mắt không nhìn thấy đỉnh bên trên mây mù lượn lở núi cực kỳ khổng lồ hơi thở hùng vĩ lan tràn khiến lòng người run rẩy ngọn núi to lớn lục thiếu du ước chừng diện tích ít nhất cỡ vài dặm uy vũ khí thôn sơn hà vách pha ửng như bị đao tước búa chém quỷ phủ thần công rất khó tưởng tượng ngọn núi này hình thành như thế nào. Cực lạc tam quỷ cảm nhận hơi thở trong không gian, biểu tình nghi ngờ ngạc nhiên nói, nhị thiếu ra, không gian này bất phàm. Trong khi lục thiếu du đánh giá thì mấy bóng người lướt gió bay tới, chớp mắt đến trước mặt đám người lục thiếu du. Không ngờ lục minh chủ đích thân đến, kính chào lục minh chủ. Lục thiếu du mắt lóe tia sáng, kình linh vương. Người đến trước nhất là kình linh vương, ngày xưa lục thiếu du từng gặp mặt trong cự giang thành, nhưng lúc này khí thế trên người kình linh vướng đã là tôn giai. Kình linh vương nói, lục minh chủ, thánh nữ đã biết lục minh chủ tiến đến. Mời lục minh chủ rời bước đi, thánh nữ đang chờ lục minh chủ trên thánh sơn. Lục thiếu du gật đầu nói, làm phiền. Lục thiếu du thầm ngạc nhiên thiên địa các tuyển tin tức rất kỳ dị, hắn vừa tới nơi mà người ta đã biết. Ngọn núi khổng lồ này là thánh sơn của thiên địa các. Đám người kình linh vương dẫn đường, năm người lục thiếu du, cực lạc tam quỷ, tuyết sư leo lên thánh sơn trên ngọn núi hơi thở mênh mông, năng lượng thiên địa trong không gian đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Không gian này tuyệt đối không phải nơi tầm thường, vốn liếng thế này so với những địa môn đại phái tam tông tứ môn chỉ có hơn, chứ không kém. Một lát sau mọi người đã đến đỉnh núi, lúc này trời gần hoàng hôn. Từ đỉnh núi nhìn ra ngoài dãy núi nhấp nhô chân trời sắc xanh đồng, dáng chiều từ khe hở dãy núi bắn ra từng dải sáng vàng rực rỡ. Trên ngọn núi có từng lũ ánh sáng tím trong suốt, màu vàng nhạt, Phương xa núi non chập trùng màu vàng sẫm khiến người nhìn trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ. Bên ngoài một đỉnh viện tinh xảo, Kình Linh Vương dừng bước chân, Lục Minh Chủ, Hánh nữ đang chờ ở bên trong. Những người khác hãy đợi tại đây, chúng ta xin cáo lui." Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, đa tạ. Lục Thiếu Du ra hiệu Tuyết sư, Cực Lạc Tam Quỷ chờ ngoài đỉnh viện, một mình hắn vào trong. Chương 2807: Trên thánh sơn. Bên trong đỉnh viện u tĩnh, trong tiểu thính tinh trí, một nữ nhân mặc áo gấm tím nhạt ưu nhã đứng. Tuy nàng đưa lưng ra ngoài không thấy rõ mặt, nhưng thân hình thước tha đủ khiến bất cứ ai mơ màng. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng, cửa hòng đình viện không đóng như đang chờ hắn. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đi vào tiểu thính, nhìn bóng dáng khoanh tay đứng, mắt hấp hái. Lục Thiếu Du lên tiếng, tự yên cô nương, trong tử vong thâm uyên từ biệt không kịp chào nhau thiên địa các các vị đã đi. Thời gian này tự yên cô nương có khỏe không, thanh âm dịu dàng thản nhiên vang lên, có thể khiến đường đường linh vũ chiến tôn lục thiếu du lục minh chủ nhớ thương, tự yên không dám nói là không khỏe. Xin chào lục trưởng môn. Thân hình yểu điệu xoay lại, không phải tự yên thánh nữ thiên địa các thì còn ai nữa. Mắt như bảo thạch đen, sóng mắt như nước. Khuôn mặt thanh tú tựa lưu ly, ngũ quan tịnh xảo như ngọc toát ra nét quyến rũ. Tự yên nhoẻn miệng cười nhìn lục thiếu du, nụ cười khuynh thành. Tự yên nói, lục trưởng môn, ta mới nhận được tin Lan Lăng Sơn trang xuất động một chuẩn đế định giữa đường cướp giết, lục trưởng môn có bị thương không lục thiếu du thầm thở dài tin tức của thiên địa các đúng là đáng sợ thật lan lăng sơn trang định xuất động chuẩn đế cướp giết hắn chắc chắn đã phong tỏa tin tức không ngờ thiên địa các biết hết lục thiếu du mỉm cười nói đúng là có gặp nhưng không bị gì chỉ tiếc hồn anh của bà ta trốn mất lục thiếu du không che giấu sớm muộn gì thiên địa các sẽ biết tin lan linh tôn giả chạy trốn a à, mắt tử yên hơi thay đổi ngạc nhiên nhìn kỹ lục thiếu du nhưng không hỏi nhiều tự yên nói lần này lan lăng sơn trang bị tổn thất nặng nề đây lục thiếu du nói không dám giấu gì tự yên cô nương ta đến đây vì có chuyện cần nhờ tự yên cô nương hỗ trợ tự yên mỉm cười nói mời lục trưởng môn ngồi chẳng qua là đi bắc cung gia tộc không khó khăn gì tự yên ra hiệu lục thiếu du ngồi xuống trong tiểu thính đã chuẩn bị sẵn trà cụ tự yên nói xong bắt đầu pha trà mùi trà lan tỏa từng hành động hút hồn người thần thái đó tựa tiên tuyệt trần một hai y nhìn tự yên có vẻ nàng đã biết mục đích hắn đến đây. Lục Thiếu Du yên lòng ngồi xuống, ngắm Tự Yên. Nàng giơ tay nhấc chân phong tư tuyệt vời, nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị hớp hồn. Người Tự Yên tỏa mùi thơm nhạt như lan khiến Lục Thiếu Du nhớ đến lúc trong Huyền Thiên mật cảnh cùng Tự Yên gián sát người tiến vào, hương vị đó cũng thơm nức dụ dỗ. Trong khi Lục Thiếu Du đánh giá thì Lục trưởng môn bưng tách trẻ xanh đến trước mặt hắn, cười mỉm chi, "Lục trưởng môn nếm thử trà ta mới pha xem thế nào." Áo gấm màu tím, trường sa màu lam mềm cột quanh eo, ba ngàn tóc tơ rũ một nửa vai, tựa như thác nước đổ xuống khe núi trong đêm trăng. Lục Thiếu Du nhìn thẫn thờ, nhan sắc này chỉ có ba nữ nhân vô song, cảnh văn, bạch linh là so sánh bằng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, trà ngon, tự yên cô nương tự tay pha dù là nước trong cũng hồi vị lâu dài. Từ khi nào Lục Trưởng Môn cũng biết khéo nói, tự yên mỉm cười nói, lúc này Lục Trưởng Môn không tọa chấn phi linh môn lại đi bắc cung gia tộc làm gì chẳng lẽ lục trưởng môn muốn mời bắc cung gia tộc ra tay giúp đỡ sao theo ta được biết thì nhóm bắc cung gia tộc như lục đại nhân hoàng tộc tứ đại thú hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào phân tranh nào trên đại lục lục thiếu du đáp ta đi bắc cung gia tộc vì có chuyện quan trọng cần làm không liên quan thiên địa minh đế đạo minh vậy sao lục trưởng môn nước lục thiếu du lục trưởng môn muốn đi bắc cung gia tộc e rằng có chút rắc rối tuy có quan hệ với bắc cung vô song đại tiểu thư bắc cung gia tộc nhưng lần trước trong độc cô gia tộc lục trưởng môn làm bắc cung gia tộc mất mặt nhiều giờ lục trưởng môn đi bắc cung gia tộc phải chuẩn bị tâm lý kỹ khóe môi lục thiếu du cong lên nhẹ nhàng nói đã phải đối mặt thì cần trực diện với nó không sao đây chỉ là rắc rối nhỏ trong lòng lục thiếu du lo nhất là không thể có được mộc hoàng chi khí tự yên nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh hơi tà khí rồi lại có chút kiêu ngạo kiệt ngạo vậy xin chúc lục trưởng môn thuận buồm xuôi gió tự yên nhớ trong huyền thiên bí cảnh nàng và hắn ôm chặt nhau dù cách vải áo nhưng đó là lần đầu tiên có nam nhân gần gũi như vậy gián sát người vật thể của hắn cọ vào đùi nàng nghĩ cảnh đó làm gò má tự yên hay hồng lục thiếu du nghe vậy mắt lộ tia mừng rỡ nói vậy là tự yên cô nương định nói địa chỉ cụ thể của bắc cung gia tộc cho ta biết nghe ý tự yên nói thì sẽ cho lục thiếu du biết địa chỉ tỉ mỉ của bắc cung gia tộc tự yên nhìn lục thiếu du lục trưởng môn đích thân đến đây ta không cách nào từ chối việc này được từ chỗ ta đến bên ngoài bắc cung gia tộc có trùng động không gian chỉ mất nửa canh giờ hôm nay trời đã tối hay là lục trưởng môn nghỉ một đêm ở chỗ ta sáng sớm ngày mai lại đi lục thiếu du nói chỉ sợ quấy giày tự yên cô nương có trùng động không gian thì ở lại một đêm cũng không sao tự yên cười nói tự yên chịu ở lại là cho thánh sơn dạng dỡ hẳn ra sao nói là quấy giày được thế thì cung kính không bằng tuân mệnh lục thiếu du cười nói không biết lam thập tam có trong thánh sơn không lần trước ở tử vong thâm uyên không nói nhiều vài câu được tự yên nở nụ cười rung động hồn người lam thập tam vừa mới bế quan hôm nay lục trưởng môn ở lại đây thì ta sẽ hết sức làm tròn tình địa chủ mang lục trưởng môn đi thăm phong cảnh thánh sơn lục thiếu du mỉm cười nói có mỹ nữ như tự yên cô nương đi cùng thì sao từ chối được tự yên nói lục trưởng môn có các hồng nhan vô song tiểu thư cảnh văn tiểu thư hồng lăng tiểu thư làm bạn nhan sắc của tự yên làm sao sánh bằng xin lục trưởng môn đừng cười tự yên Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, ta chỉ nói thật lòng, tự yên cô nương rất đẹp. Nếu ta không có hôn ước thì chắc chắn cũng sẽ say mê, dù tự yên cô nương không thích thì ta cũng sẽ mặt dày mày dạn quấn quýt. Lục trưởng môn ngày càng biết nói đùa. Ngoài miệng tự yên cười trong lòng thì sướng lớn, đi thôi lục trưởng môn, ta mang lục trưởng môn đi xem phong cảnh thánh sơn. Người vào thánh sơn của thiên địa các ta tính cả lục trưởng môn, cực lạc tam quỷ thì chưa tới 20 người. Lục thiếu du nói, đúng là phải đi xem thử mặt trời ngã về tây, ánh trăng dần bao phủ khung trời. Trên thánh sơn mông lung mây khói tựa như tiên cảnh. Âm quỷ nhìn nhị thiếu gia vui cười với tự yên thánh nữ thiên địa các đằng trước, cúi đầu nghi hoặc hỏi tuyết sư, tuyết sư, nhị thiếu gia và thánh nữ thiên địa các dường như có quan hệ không đơn giản, có phải là? Tuyết sư nói, quan hệ không tệ nhưng có kèm cái gì không thì ta không rõ. chương 2808, trong vạn mộc lâm, dương quỷ chắc mẩm nói, chắc chắn có gì rồi, ngươi nhìn họ thân mật như thế, không có gì mới lạ. lệ quỷ khẽ mắng hai người, hai người bớt nói lung tung đi. lệ quỷ nhỏ giọng nói, nhưng ta cảm thấy thánh nữ thiên địa các đúng là rất đẹp, đời ta qua bao nhiêu nữ nhân nhưng chỉ có một người là nhan sắc ngang ngửa. dương quỷ hỏi, đại ca đang nói tới đông cung huyên diễm quan quần phương. lệ quỷ nói, đúng rồi, chỉ có đông cung huyên diễm quan quần phương ngày xưa mới đẹp bằng, các người chưa thấy qua người đẹp. Tuyết sư liếc cực lạc tam quỷ vô song tiểu thư cảnh văn tiểu thư còn có bạch linh yêu vương đều không thua gì thánh nữ thiên địa các chỉ hơn chứ không kém hôm nào các ngươi gặp rồi sẽ biết âm quỷ hâm mộ nói vậy sao nhị thiếu gia có diễm phúc thật dương quỷ nhìn phía trước nói theo ta thấy tự yên thánh nữ chắc chắn có ý với nhị thiếu gia nhưng dường như nhị thiếu gia không biết ai tiếc thật sáng sớm hôm sau trong sơn mạch thánh sơn bao phủ xương mù nhạt vù 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 trong một gian phòng tinh xảo, Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, thở hắt ra khí tộc, khóe môi cong lên nụ cười vừa lòng. Lục Thiếu Du luyện hóa chân khí cắn nuốt từ vi sinh ngũ tổ, tốc độ tu luyện kiểu này siêu nhanh. Một lát sau, năm người Lục Thiếu Du, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đi theo Tử Yên, Kình Linh Vương, đám đông cường giả thiên địa các dẫn dắt vào một mật thất thánh sơn. Trong mật thất có một trùng động không gian. Tử Yên nói, "Tử Yên, trùng động không gian này trực tiếp vào vạn mục lâm, phía trước là Bắc Cung gia tộc." Cứ làm theo cách hôm qua ta nói, thì Lục trưởng môn không có đi vào Bắc cung gia tộc. Đa tạ tự yên cô nương." Lục Thiếu Du nói xong đi vào trùng động không gian trước, hơi mất thăng bằng một chút rồi tất cả trở về như cũ. Sâu trong trùng động không gian, xuyên qua dòng khí không gian xung quanh trong tầm mắt là hắc ám bao la vô ngần, đen khiến tim người đập nhanh, sâu thăm thẳm. Tuyết sư, Cực Lạc Tam Quỷ cũng vào trùng động. Sâu trong trùng động không gian, Lục Thiếu Du cảm giác được dao động năng lượng cuồng bạo bên ngoài nhưng bị trùng động ngăn cách. Có thể mở ra một con đường trong không gian, đẳng cấp thực lực này quá khủng khiếp. Với thực lực tu vi hiện tại của lục thiếu du, không khó cảm giác ra thực lực của hắn không bao giờ làm được. Muốn ngăn cách lực lượng không gian cuồng bạo này là điều không thể. Lục thiếu du quay đầu nói với đám thiên địa các, các vị, cái từ. Ánh sáng bạc lóe dưới chân lục thiếu du, hắn nhanh chóng tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lục thiếu du nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, mau hơn lúc ở bên ngoài gấp mấy chục lần một lão nhân hỏi, thánh nữ, lục thiếu du đi Bắc Cung, gia tộc chẳng lẽ muốn cầu viện Bắc Cung gia tộc đối phó thiên địa minh? Tử Yên nói, chắc không phải, Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Dù là lục đại nhân hoàng tộc hay tứ đại thú hoàng tộc đều bị lệnh cấm hạn chế, chính bọn họ không dám làm trái. Lão nhân nghi hoặc hỏi, vậy lúc này lục thiếu du đi Bắc Cung gia tộc làm gì? Mắt Tử Yên hấp hái, dường như biết điều gì, ta cũng không rõ nhưng hắn đích thân đến, còn đi Bắc Cung gia tộc, mấy hôm trước trong thánh linh cốc xuất hiện nghịch mệnh hồn quả, thánh linh lão tổ tự mình ra mặt giết ám u lão quỷ chuẩn đế của linh vũ giới, giờ xem ra có lẽ nghịch mệnh hồn quả cũng rơi vào tay lục thiếu du. Kình linh vương nghi hoặc hỏi, là sao? Tự yên liếc kình linh vương, kình linh tôn giả, thánh. Linh lão tổ chính là sư tỷ của thánh thủ linh tôn, tin tức thiên địa các ta biết chuyện này. Thánh thủ linh tôn luôn là thể linh hồn, nghịch mệnh hồn quả xuất hiện làm ta nghĩ đến một điều, một lão nhân áo vàng hỏi thánh nữ nghĩ tới chuyện gì tử yên nói đồn rằng nghịch mệnh hồn quả có thể khiến người khởi tử hồi sinh hoàng bắc nhiên hiện là thể linh hồn lục thiếu du đi bắc cung gia tộc ta nghĩ không phải cầu viện bắc cung gia tộc mà muốn mộc hoàng chi khí của bắc cung gia tộc chẳng lẽ lục thiếu du định phục hồi cho thánh thủ linh tôn lão nhân áo vàng kinh ngạc nói thánh thủ linh tôn đã trở thành thể linh hồn dù có nghịch mệnh hồn quả thì rất khó hoàn toàn phục hồi Tự Yên nói, thánh thủ linh Tôn muốn phục hồi đúng là không dễ, nhưng cộng thêm một hoàng chi khí của Bắc cung gia tộc, đặc biệt là một hoàng chi khí trên người thiên mộc thần thụ thì chưa chắc. Kình Linh Vương rung động nói, thiên mộc thần thụ. Đồn rằng ngày xưa Bắc cung, gia tộc lão tổ dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi xưng đế, nhờ vào đại thành thuộc tính mộc đẩy Bắc cung, gia tộc chen chân vào lục đại nhân hoàng tộc. Thiên mộc thần thụ không phải vật bình thường. Kình Linh Vương có biết chút ít về truyền thuyết Bắc cung gia tộc, Tử Yên nói, lục thiếu du đích thân đi bắc cung gia tộc e rằng vì chuyện này, nếu có được mộc hoàng chi khí thì thánh thủ linh tôn có khả năng phục hồi, lúc đó phi linh môn sẽ thêm một siêu cường giả. Lão nhân áo xanh nói, thánh thủ linh tôn không dễ chọc, ngày xưa ba đại cường giả thế hệ đó, thì lực phòng ngự của huyền thiên yêu tôn là thiên hạ vô song, dựa vào bản thể cường đại và tử lôi huyền đỉnh bóp nát tu vi giả cùng đẳng cấp dễ, như trở bàn tay. Thánh linh lão tổ có linh hồn lực cực kỳ biến thái, cũng có thể dễ dàng giết tu vi giả cùng đẳng cấp. Thánh thủ linh tôn khiến người e ngại nhất, có đủ trận pháp, khống thú, các thủ đoạn kỳ dị, không ai dám chọc. Tử Yên nói, huyền thiên yêu tôn chết, thánh linh lão tổ thành đế. Nếu thánh thủ linh tôn thật sự phục hồi thì báu vật trong tay lục thiếu du, cộng với thiên phú bản thân thánh thủ linh tôn có lẽ sẽ đột phá thành đế, cũng chưa biết chừng. Nếu thánh thủ linh tôn thành đế thì thực lực của phi linh môn sẽ lại tăng thêm nhiều, cùng với thiên phú khủng bố của thánh thủ linh tôn, thiên địa minh sẽ thêm một siêu cường địch. Lão nhân áo vàng nói, phi linh môn nhanh chóng mạnh, thiên địa minh sẽ bị ép điên. Mắt đẹp hấp hái, tự yên mỉm cười nói, lan lăng sơn trang đã sắp điên rồi. Phái lan linh tôn giả cướp giết lục thiếu du nhưng chỉ hồn anh chạy trốn, tổn thất một cường giả chuẩn đế. Hiện tại có lẽ lan lăng sơn trang đang khóc. Mọi người ngạc nhiên, cho đến nay thiên địa các chưa nhận được tin tức gì. Thánh nữ, tin này có chính xác không? Lan linh tôn giả là chuẩn đế, tự yên nói, Lục Thiếu Du vừa mới đi, các ngươi nói xem tin này có chính xác không? Tuy Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế, nhưng có chuyện gì trong Đế Đạo Minh cũng có đế giả. Chắc trên người Lục Thiếu Du có thủ đoạn phòng thân, Lan Linh Tôn giả chịu thiệt là bình thường. Đáng tiếc có người Lan Lăng Sơn Trang bị lệnh câm, chỉ đành ngậm bồ hòn. Chương 2809 nghiệm thử một phen một. Trong Lan Lăng Sơn Trang, trời vào hạ, sơn mạch xanh biếc, sơn mạch long đi xà vũ. Bốn phía là núi non chập trùng bao la, cây cối rậm rạp nhìn bốn phía khắp nơi là màu xanh dày đặc phủ lên dãy núi uốn lượn chập trùng. Sáng sớm, trong sơn mạch Lan Lăng Sơn trang vang tiếng quát như sấm sét trên bầu trời, mặc kệ trả giá gì thì Lục Thiếu Du phải chết, tuyệt đối phải chết, dã thú chim bay giật mình chạy tứ tán. Xoẹt 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 xoẹt, sóng sóng không gian dao động, năm bóng người lao ra hiện hình trên đỉnh núi sơn mạch liên miên không dứt. Năm người đứng trong không khí, là năm người Lục Thiếu Du, Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ mới ra khỏi trùng động không gian tuyết sư nhìn bốn phía chủ nhân là nơi này sao đập vào tầm mắt là biển rừng trong sơn mạch loáng thoáng có tiếng yêu thú lục thiếu du gật đầu nói chắc là chỗ này trong không gian bao la này toàn là rừng cây gió sớm thổi biển rừng rào rào cảnh tượng bừng bừng sức sống chỉ có vạn mộc lâm mà nghĩa phụ nam thúc nói lệ quỷ hỏi nhị thiếu gia vậy chúng ta làm sao đi vào bắc cung gia tộc lục thiếu du nói cái này thì đơn giản không gian lục thiếu du nghiêm nghị hắn phải đến bắc cung gia tộc một chuyến bằng được Thủ ấn thay đổi, một luồng sáng bắn lên cao, sóng không gian chợt lóe, luồng sáng biến mất. Khi sóng không gian dao động trên bầu trời, Lục Thiếu Du trầm giọng nói, Lục Thiếu Du phi linh môn đến bái phòng Bắc Cung gia tộc. Thanh âm thản nhiên truyền vào sóng không gian. Thanh âm truyền ra, tiếp theo hết thảy trở về như cũ. Bầu trời yên tĩnh lại, không có phản ứng chút nào. Âm Quỷ nhìn bầu trời tĩnh lặng, không kiềm được hỏi, nhị thiếu gia, tại sao không có động tĩnh? Có phải Bắc Cung gia tộc tự cao là hoàng ti ộc nên coi thường chúng ta? Lục Thiếu Du nói, chờ một lát xem. Lục Thiếu Du không cho rằng Bắc Cung gia tộc sẽ coi thường hắn, ít nhất nên đi ra gặp mặt. Xoẹt, Lục Thiếu Du mới nói song sóng không gian, trên bầu trời khoách tán lộ ra đường hầm không gian. Một thanh âm ung dung vang lên, thì ra là minh chủ đế đạo minh. Trưởng môn phi linh môn Lục Thiếu Du đến Bắc Cung gia tộc ta không biết có chuyện gì, hơn mư ửi ừ người bay ra khỏi đường hầm không gian. Từng đợt Mộc Hoàng chi khí mạnh mẽ khuếch tán, cả không gian run rẩy. Lục Thiếu Du nhìn người đến, trong mười mấy người có vài người là cường giả tôn giai, mười người khác là tu vi giả vương giai. Ai nấy mặc chiến giáp màu lục, khí vũ hiên ngang, Mộc Hoàng chi khí lan tràn khiến người không dám coi thường. Lục Thiếu Du chắp tay hành lễ, "Xin chào Đại hộ pháp, tiểu tử đến vì muốn gặp Bắc cung tộc trưởng." Lục Thiếu Du quen người đi đầu, là Đại hộ pháp Bắc cung gia tộc Bắc cung nhất nhiều lần gặp gỡ. Bắc Cung Nhất mắt hơi lóe tia sáng, Lục trưởng môn đa lễ. Lục trưởng môn muốn gặp tộc trưởng thì phải hỏi tộc trưởng trước mới được. Lục trưởng môn hãy vào trong tộc chờ, ta sẽ đi thông báo tộc trưởng. Bắc Cung Nhất liếc mắt bốn người cực lạc tam quỷ, tuyết sư nói với Lục thiếu du mời Lục trưởng môn. Lục thiếu du gật đầu nói, đa tạ đại hộ pháp. Lục thiếu du phớt lờ các cặp mắt kỳ lạ nhìn mình, hắn đi theo Bắc Cung Nhất vào đường hầm không gian, đi vào Bắc Cung gia tộc. Dây lát ngắn ngủi sóng không gian chợt lóe, năm người xuất hiện tại cánh cửa không gian yên tĩnh. Trong không gian đem lại cảm giác bình yên chất chứa tăng thương. Trong không gian có tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường lát đá, gỗ điêu. Tất cả như thơ như họa, những kiến trúc cổ tựa như tuyên cổ trường. Tôn sừng sững trong không gian này. Lục thiếu du thì thào, đây là một trong lục đại nhân hoàng tộc, bắc cung ra sao, lục thiếu du hiện ra, quan sát thấy nhìn hơi thở mịt mờ như ẩn như hiện rơi vào người mình, hắn không để bụng, uy nhiếp mạnh quá ngược lại cực lạc tam quỷ tuyết sư với tu vi của bốn người vô hình chung bị ức chế trong không gian này hơi thở không chỗ không ở từng giây từng phút ảnh hưởng chân khí yêu nguyên trong cơ thể bọn họ trong không gian bắc cung nhất nói mời lục trưởng môn theo ta lục thiếu du gật đầu đi theo sau lưng bắc cung nhất cực lạc tam quỷ đi sau trong bắc cung gia tộc không dám cản rỡ bắc cung gia tộc không tầm thường lục thiếu du dọc đường đi qua nhiều đường lát đá không có nhiều người ngoài ra vào bắc cung gia tộc. Thấy người ngoài vào, nhiều người bị hấp dẫn đến. Chắc đó là linh vũ chiến tôn lục thiếu du. Vị hôn phu bên ngoài của vô song tiểu thư, trưởng môn phi linh môn lục thiếu du ra là người này. Đừng coi thường hắn, nghe nói trong độc cô gia tộc, bắc cung ngọc, độc cô trường phàm của độc cô gia tộc hợp sức cũng không đánh lại hắn. Hai người hợp tác nhưng thua trong tay lục thiếu du. Không thể nào. Người bên ngoài làm sao đánh bại được thống soái Bắc Cung Ngọc? Đồn bậy phải không? Không tin thì thôi, là trưởng lão trở về từ độc cô gia tộc bảo vậy. Lục Thiếu Du không chỉ rất oách đánh bại Bắc Cung Ngọc, còn luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm. Quan trọng nhất là lĩnh ngộ gia thuộc tính mới. Lĩnh ngộ gia thuộc tính mới. Thế chẳng phải giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ ta sao? Nếu đại thành thuộc tính mới thì có thể đặt chân vào hoàng tộc mới. Nhìn bóng dáng Lục Thiếu Du, đám người từ xa Bắc Cung gia tộc tụ tập lại xì sầm khe khẽ, những cặp mắt chỉ nhìn hắn đăm đăm lát sau bắc cung nhất đưa năm người lục thiếu du đến một đình viện cổ xưa tinh xảo lục trưởng môn hãy chờ tại đây đi lục thiếu du hỏi xin nhờ đại hộ pháp cho hỏi vô song có trở về bắc cung ra chưa bắc cung nhất không giấu giếm vì biết quan hệ của tiểu thư và lục thiếu du mới trước đó có tin vô song tiểu thư còn trong thần điện độc cô ra bắc cung nhất xin phép rời đi để lục thiếu du chờ tại đây sau khi bắc cung nhất đi lệ quỷ nhỏ giọng nói nhị thiếu gia trong bắc cung gia tộc có nhiều cường giả thật Lệ Quỷ cảm giác không gian chứa nhiều hơi thở mịt mờ. Lục Thiếu Du nói: "Bắc Cung gia tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc nên tất nhiên có nhiều cường giả. Bắc Cung gia tộc là một trong mấy gia tộc bí ẩn nhất trên đại lục, có thể tưởng tượng thực lực của nó thế nào. Những thế lực này mới là mạnh nhất trên đại lục, đáng tiếc các gia tộc này không xuất thế." Lục Thiếu Du không biết là các gia tộc không muốn xuất thế hay có lý do khác. Tuyết sư hỏi: "Chủ nhân, tộc trưởng Độc Cô gia tộc có chịu gặp chủ nhân không? Nếu vô song tiểu thư ở thì sẽ đơn giản hơn." Lục Thiếu Du nói, có gặp hay không chờ lúc đó sẽ biết, chúng ta cứ đợi đi. Lục Thiếu Du đánh giá đình viện, tất cả cực kỳ cổ kính đơn giản, dọc đường đi hắn có quan sát. Trong Bắc cung gia tộc khá đơn giản, đường đường là Bắc cung gia tộc nhưng giản dị hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng, nhưng số lượng cường giả trong này thì rất đông. Trong một đình viện màu trắng tinh xảo như không tồn tại trong thời gian này. Hiện tại một thân hình vạm vỡ và một người mặc trường sa xa màu xanh đang ngồi. Chương 2810, nghiệm thử một phen hai thân hình vạm vỡ khoảng 50 tuổi, cực kỳ to lớn, đường nét khuôn mặt lập thể, anh khí khiếp người, mắt sâu thẳm như ngôi sao sáng nhất chân trời. Người đó tùy ý ngồi, khí thế đã như hòa cùng không gian này. Người áo xanh cũng chừng 50 tu ỏi, khí thế che giấu, không khó nhìn ra cũng không phải kẻ yếu. Người áo xanh cung kính trước người vạm vỡ. Ngoài đình viện vọng vào thanh âm vội vàng, tộc trưởng, người ạm vỡ ngước mắt lên. Đại hộ Pháp, có chuyện gì mà bối rối vậy? Vào đi! hơi thở bắc cung nhất vội vã từ xa đã bị người vạm vỡ phát hiện bắc cung nhất vừa vào phòng nhỏ liền hành lễ với hai người kính chào tộc trưởng kính chào thành chủ bắc cung nhất nói với người vạm vỡ tộc trưởng tiểu tử lục thiếu du đến người vạm vỡ ánh mắt nghi hoặc hỏi a tiểu tử này đến bắc cung ra ta làm gì lão nhân mặc trường sa xa màu xanh mắt lóe tia sắn gỏi đại hộ pháp người đến là vị hôn phu của vô song minh chủ phi linh môn lục thiếu du bắc cung nhất gật đầu nói khởi bẩm thành chủ đúng là vị hôn phu của vô song tiểu thư minh chủ đế đạo minh lục thiếu du lão nhân áo xanh ánh mắt nghi hoặc nghe nói lục thiếu du này linh vũ song tu lần trước trong độc cô gia tộc đã đánh bại tộc trưởng độc cô trường phàm liên hợp còn lĩnh ngộ thuộc tính mới luyện chế gia đan dược chuẩn đế phẩm tiểu tử này thật sự biến thái như vậy sao người ngoài mà biến thái như thế khiến lão nhân áo xanh rất nghi ngờ tin đồn bắc cung nhất cười khổ nói ta thấy tận mắt đúng là vậy lục thiếu du rất khủng bố lão nhân áo xanh mắt lóe tia sáng khí thế khuếch tán thật sự là vậy nếu đã đến độc cô gia tộc ta tiểu tử này lại là vị hôn phu bên ngoài của vô song thì ta muốn thử thực lực của hắn xem nếu danh bất hư truyền thì ta không còn gì để nói nếu tiểu tử này chỉ có cái tiếng ta là người thứ nhất phản đối đừng nói tộc quy không thể tùy tiện phá muốn cưới người bắc cung gia tộc phải có tài thật sự người vạm vỡ mỉm cười nói diễn siêu lão đệ muốn thử tài lục thiếu du sao lão nhân áo xanh nói nếu tộc trưởng không có ý kiến gì thì ta sẽ đi thử thực lực của tiểu tử đó cũng thử nghiệm trước cho tộc trưởng không thì e rằng mấy lão ngoan cố trong tộc sẽ không đồ àng ý người vạm vỡ phất trường bào khóe môi cong lên khí phách vô hình lan tràn ra diễn siêu lão đệ muốn thử một lần vậy cứ việc thử thực lực của tiểu tử kia nhìn xem là danh bất hư truyền hay tốt mã rẻ cùi ta cũng muốn nhìn xem người mà nữ nhi của ta nhìn chúng rốt cuộc bất phàm cỡ nào tin đồn không bằng thấy tận mắt để xem tiểu tử này mạnh đến đâu bắc cung nhất nghi hoặc hỏi tộc trưởng cũng định đích thân đi sao người vạm vỡ cười nói bá khí toát ra đúng vậy ta phải nhìn xem ánh mắt của nữ nhi mình thế nào tiểu tử này dám tới cửa làm sao ta không đi gặp được nữ tế tương lai đến cửa gã là nhạc phụ tương lai phải đi xem mới được bắc cung nhất bất đắc dĩ cười nhìn hướng lão nhân áo xanh thành chủ nếu nhất quyết muốn thử nghiệm thực lực của lục thiếu du thì nhớ cẩn thận chút lão nhân áo xanh mỉm cười nói đại hộ pháp yên tâm nể mặt vô song nên ta sẽ không để tiểu tử kia quá xấu hổ, ta tự biết chừng mực. Bắc Cung Nhất cười cười, thành chủ hiểu lầm. Bắc Cung Nhất bất đắc dĩ nói với lão nhân áo xanh, ta muốn nhắc nhở thành chủ rằng thực lực lục thiếu du cực mạnh, thủ đoạn rất kỳ dị. Tuy thành chủ thực lực cường đại nhưng ta mới nhận được tin trong tử vong thâm uyên, một vũ tôn cửu trọng của hắc sát giáo một chiêu bị lục thiếu du đánh chết. Thành chủ lỡ sơ sẩy thua trong tay lục thiếu du thì không hay lão nhân áo xanh bị kích thích nóng lên ta mà thua vào tay tiểu tử đó bắc cung nhất người quá xem trọng tiểu tử kia rồi nếu hắn có thể thắng được ta thì ai dám phản hôn sự của vô song và hắn ta sẽ là người phản đối đầu tiên nhưng nếu hắn không thắng được ta thì ta là người trước tiên không đồng ý hôn sự của vô song và hắn một tiểu tử bên ngoài mới tu luyện bao lâu tuy bảo là linh vũ song tu thiên phú tuyệt đỉnh nhưng lão đường đường là một hoàng thành chủ của bắc cung gia tộc hậu kỳ vũ tôn cửu trọng tu vi gần đến đỉnh lão dựa vào một hoàng chi khí của bắc cung gia tộc bên ngoài lão có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giả một chân bước vào đẳng cấp tôn giai lão mà thua tiểu tử lục thiếu du đó thì còn mặt mũi gì người vạm vỡ mỉm cười nói diễn siêu lão để đi trước thử nghiệm xem ta sẽ đến sau tộc trưởng vậy ta đi trước yên tâm nghĩ tình vô song nên ta sẽ không cho hắn ăn nhiều đau khổ lão nhân áo xanh nói xong nổi giận đùng đùng vì bị bắc cung nhất chọc tức ra khỏi đình viện bắc cung nhất nhìn lão nhân áo xanh rời đi hỏi người vạm vỡ tộc trưởng nói xem thành chủ có thể thắng được lục thiếu du không người vạm vỡ nói ta chưa thấy tận mắt thực lực của lục thiếu du nhưng thực lực tu vi của diễn siêu thì có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giảm một chân bước vào đẳng cấp tôn giai bên ngoài lục thiếu du khó thể đánh lại nếu lục thiếu du có thể đấu ngang tay thì những lão nhân trong tộc sẽ không có lý do gì phản đối hôn sự của tiểu tử kia và vô song người này chính là tộc trưởng hiện tại của bắc cung gia tộc một trong cự phách thật sự trên đại lục Bắc cung kình thương dậm chân một cái là đại lục sẽ rung rinh mấy cái, là siêu bá chủ. Những lão nhân trong tộc hơi bảo thủ, nhưng sau khi lục thiếu du, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì ta nghe đâu nhiều lão nhân trong tộc đã hơi dao động. Bắc cung nhất nhíu mày nói, nhưng lần trước trong độc cô gia Bắc cung ngọc bị lục thiếu du đánh bại, một long tiên bị lục thiếu du cướp đi khiến nhiều trưởng lão lòng bất mãn, cho rằng tiểu tử lục thiếu du làm Bắc cung gia tộc mất mặt. Lần này lục thiếu du đến đây, e rằng đám trưởng lão sẽ không bỏ qua chuyện này không thể trách các trưởng lão tiểu tử lục thiếu du đúng là hơi kiệt ngạo quá ưm si Bắc cung kình thương mỉm cười nói cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt Bắc cung nhất mắt lóe tia sáng ý của tộc trưởng là ăn chú ta đau khổ mới có lợi cho tiểu tử kia Bắc cung kình thương phất trường bào mắt tràn đầy khí phách hơn nữa nữ nhi của Bắc cung kình thương ta không dễ cưới muốn cưới nữ nhi Bắc cung kình thương ta nói miệng không bằng chứng phải có tài thật sự mới được Bắc cung nhất nghe vậy cười khổ nói Tộc trưởng, thành chủ đã đi, có phải chúng ta cũng nên đi xem thử? Đi, nhìn xem tiểu tử này có thực lực gì. Bắc cung kình thương biến mất tại chỗ. Trong đình viện, lục thiếu du ngồi chờ bắc cung nhất thông báo. Đã đến đây rồi phải lấy lục chung của bắc cung gia tộc bằng được, sư phụ thánh thủ linh tôn còn đang chờ hắn trở lại. Sau khi có được một hoàng chi khí thì sư phụ cũng sẽ có cơ hội phục hồi. Chương 2811, nhờ ngươi một chiêu. Cực lạc tam quỷ quan sát bốn phía, trong bắc cung gia tộc đơn giản thật. Mọi thứ trong Bắc cung gia tộc làm bọn họ khá bất ngờ. Lan Lăng Sơn trang kinh thán, năng lượng thiên địa trong này đậm đặc, tu luyện tại đây nhanh hơn nhiều, một chỗ tốt. Lục Thiếu Du ngước đầu lên, có người tới. Tinh thần Lục Thiếu Du quan sát biết có cường giả đến. Ánh mắt cực lạc Tam Quỷ ngạc nhiên, thầm than thực lực của nhị thiếu gia lại mạnh lên nhiều, ít ra bọn họ không hay biết có người đến. Trong khi Tam Quỷ ngạc nhiên, trên bầu trời vang tiếng quát to, ai là Lục Thiếu Du? Lục thiếu du nhíu mày, nghe thanh âm này có vẻ không ý tốt. Bốn người cực lạc tam quỷ, tuyết sư nhìn lục thiếu du trầm chầm, chầm, bọn họ nghe ra giọng điệu người đến gay gắt. Lục thiếu du gật đầu nói, đi ra ngoài xem thử. Lục thiếu du bước ra đình viện. Bên ngoài đình viện, một người áo xanh đứng trên cao. Lục thiếu du nhìn sang, mắt lóe tia sáng. Người này chừng 50 tuổi, tuy che giấu hơi thở nhưng vô hình trung toát ra khí thế làm lòng run sợ. Hậu kỳ vũ tôn cửu trọng nhưng chưa tới đỉnh, lục thiếu du nhìn ra đẳng cấp tu vi của người này tuy che giấu hơi thở nhưng hắn không khó nhận ra mạnh quá ba người cực lạc tam quỷ trước mặt lão nhân áo xanh vô hình trung bị hơi thở kỳ dị ảnh hưởng chân khí trong người sắp đông lại không thể xóa bỏ cảm giác này lão nhân áo xanh đứng trên cao nhìn cực lạc tam quỷ tuyết sư tiểu tử ngươi là lục thiếu du hơi thở của tuyết sư là yêu thú cực lạc tam quỷ toàn người già cuối cùng lão nhân áo xanh ngừng lại trên người lục thiếu du ánh mắt lão nhân áo xanh hơi nghi hoặc, lão không nhìn thấu bất cứ hơi thở nào của người này, rát kỳ dị. Lục Thiếu Du chắp tay gật đầu nói, đúng là tại hạ, không biết các hạ là ai. Người trong Bắc cung gia tộc tất nhiên là người Bắc cung gia, nhìn khí thế của người này e rằng có địa vị khá cao trong Bắc cung gia tộc, ít nhất là cường giả địa vị cỡ trưởng lão. Lục Thiếu Du không dám thất lễ. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du, là ngươi thì hay, muốn biết ta là ai vậy phải xem ngươi có thực lực đó không ra tay đi, thắng ta thì đê ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, nếu không thắng ta được thì ta sẽ ném ngươi ra bắc cung ra ngay. Là thành chủ thành mộc hoàng. Dường như thành chủ muốn đánh nhau với lục thiếu du, nên dạy lục thiếu du bài học, nghe nói lần trước lục thiếu du trực tiếp đánh bại thống soái bắc cung ngọc, rất là vinh váo. Lão nhân áo xanh đến, khí thế mạnh mẽ khoách tán khiến nhiều người bắc cung gia tộc chú ý. Trong không trung phía xa nhanh chóng tụ tập nhiều người đứng xem. Lục thiếu du nhìn lão nhân áo xanh, thái độ không tiện không kiêu, tiểu tử chỉ đến bái phòng Bắc cung gia tộc, nếu đánh nhau với tiền bối e rằng hơi thất lễ độ. Trong lòng Lục Thiếu Du đã sớm dự cảm đến đây sẽ đụng phải rắc rối, nhưng không ngờ phiền phức tìm đến mau vậy. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử nói nhiều điều vớ vẩn làm gì, ngươi không đánh thì ta vẫn ném ngươi ra Bắc cung gia tộc. Mộc Hoàng chi khí thổi quét không gian, lão nhân áo xanh trầm giọng nói, Bắc cung gia tộc ta không phải ai đều có thể tiến vào, muốn chứng minh ngươi có tư cách này thì phải lấy ra thực lực của mình đi. Lục Thiếu Du nghe vậy con ngươi có rút, khóe môi cong lên cười khổ, chân khí khẽ rung động. Lục Thiếu Du ngước lên nói, nếu vậy thì xin nhờ tiền bối nương tay cho. Lão nhân áo xanh quát to, ai thèm nương tay với ngươi. Nếu ngươi thua thì đừng trách ta ném ngươi ra bắc cung ra. Tộc, vũ tôn bắt trọng, không tệ. Lúc này chân khí của Lục Thiếu Du phát ra, lão nhân áo xanh quan sát được tu vi của hắn là vũ tôn bát trọng, mắt lão lóe tia sáng. Lão nhân áo xanh cứ châm chích gợi lên lòng kiêu ngạo của Lục Thiếu Du, trong tình huống này thì hắn không nhịn nữa. Muốn chứng minh bản thân thì phải lấy ra thực lực chấn nhiếp, có bao nhiêu thực lực sẽ được đãi ngộ bấy nhiêu, trên đời này hết thảy đều như thế. Tiền bối muốn đá ta ra khỏi Bắc cung gia tộc e rằng không được, dứt lời có hơi thở vô hình toát ra từ người Lục Thiếu Du bắn lên trời cao, hắn bá đạo nói, "Tiền bối ra tay đi, ở trong Bắc cung gia tộc nên để biểu thị kính ý của tiểu tử, tiểu tử xin nhường tiền bối một chiêu." Lão nhân áo xanh nghe Lục Thiếu Du nói thì ngạc nhiên rồi cười phá lên, "Ha ha ha, tu vì vũ tôn bát trọng mà bảo là nhường lão một chiêu tiểu tử này quá kiêu ngạo tiểu tử vênh váo trước mặt ta mà dám nói lời như thế người là người đầu tiên lão nhân áo xanh dẫm hư không không gian quanh thân nứt dạn chân khí thuộc tính mộc hùng dũng và mộc hoàng chi khí lấy lão nhân áo xanh làm trung tâm bộc phát ra hình thành bão tố lớn bão tố bao phủ không gian vào giây phút này không gian run bần bật sóng không gian xung quanh vỡ từng tấc mắt thường khó nhìn thấu vào khí thế này làm ba người cực lạc tam quỷ mặt tái xanh, xúc động muốn quỳ dạp xuống đất. Con người lục thiếu du có rút, tuy lão nhân áo xanh là tu vi hậu kỳ vũ tôn, cửu trọng nhưng so với cường giả bên ngoài, thì mạnh hơn tật phong tôn giả của đảo khôn dương lúc trước hắn gặp nhiều. Chỉ bằng vào tu vi, và mộc hoàng chi khí đã tạo ra uy áp năng lượng khổng lồ như thế, thực lực không yếu, không uổng là cường giả bắc cung gia tộc. Lục Thiếu Du nhìn lão nhân áo xanh đứng trên trời gây ra động tĩnh không tầm thường, mắt hắn dâng lên kiêu ngạo đột nhiên Lục Thiếu Du phát trường bào màu xanh, kình phong mạnh mẽ hát hình thành trên mặt đất. Lục Thiếu Du dẫm đất, ánh sáng vàng chợt lóe thổi cho bụi dưới đất bay tứ phía. Lục Thiếu Du như luồng sáng bắn lên cao, khí thế cường đại khuếch tán. Lục Thiếu Du quát to, "Mộc Hoàng chi khí của Tiền Bối đúng là bất phàm nhưng vô dụng với ta, mời Tiền Bối." Bốn người cực lạc tam quỷ, Tuyết sư đã tự động thụt lùi một chút. Đối diện cường giả Thánh Linh cốc này ba người cực lạc tam quỷ không dám hó hé, Chân khí trong người bị ức chế liền biết không phải đối thủ, tự thể nghiệm hoàng tộc bất phàm. Lão nhân áo xanh đang thắc mắc tại sao mộc hoàng chi khí của mình không tạo thành ảnh hưởng cho lục thiếu du trước mắt, nghe hắn nói xong lão bị kích thích hơi nóng lên. Tiểu tử rất kiêu ngạo, vậy sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Lão nhân áo xanh hét xong trong vòng xoáy bão năng lượng thuộc tính mộc lão như sao băng vọt ra, chớp mắt xe gió đến trước mặt lục thiếu du, tiểu tử hãy lấy thực lực của ngươi ra chứng minh bản thân đi. Vù 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 cột sáng chân khí trong tay lão nhân áo xanh bắn ra như cái nõ, uy áp mộc hoàng chi khí cường đại ức chế. Cột sáng chân khí xuyên qua không gian, nơi cột sáng xẹt qua mang theo một khe nứt không gian đen ngòm trong khoảnh khắc đến, trước mặt lục thiếu du. Dọc đường đi không gian vỡ thành hư không.